Dạ không, em không có vải von chị, em chỉ có vải thun thôi chị ơi. Vải von nó không có co giãn khó bán. Ở cái mẫu giả dạ, váy là mẫu như thế này em lên là chế đẹp là thích thì chốt ha. Em có vải thun thôi chị ơi, không có vải von. Đó, mẫu bộ dạ váy em đang mặc là size số 2 nè. Chị Dương Yến cái này chị cũng có thể vừa đó chị. Đó ha, mẫu nó nhầy nè. Quần dạ váy. Rồi chiếc đẹp là thích thì chốt cho em nha. Hai bộ 200, em còn một bộ xanh lá này với lại một bộ hoa xanh. Một bộ xanh lá với bộ hoa xanh nha, rất là đẹp luôn. Rồi size số 2 chị nào vừa chốt. Chị Hương Phương ơi, chị là size số 5, em còn một bộ hai bộ này nè chị. Còn bộ hoa xanh với lại bộ màu trắng này chị nè, màu trắng đẹp nè, chị lấy hai bộ đi cũng được. Không thích màu đỏ hả? Vậy thôi để em chốt cho chị nào lấy hết ba bộ đi, ở này em sale lỗ rồi. Rồi ha, đây size số 5 nha, 63 cho đến 68 kg vừa. Bộ này màu trắng hơi với giống như em mặc này, mà nó hơi màu trắng, cái em mặc nó lên màu xanh xanh trắng, cái này lên xanh đen, cái áo quấn này lên trắng đen đó. Rồi em còn 3 bộ size số 5 nha, 100 ngàn một bộ, chiếc đẹp nào vừa chốt. Rồi em lên bà ba nha mấy chị, con bà ba. Bà ba áo bông em lên 70 ngàn một áo, 130 ngàn một bộ ha. Mã này mấy chị lên mã bông tím cho em nha, bông tím. Rồi lên mã bông tím giúp em nè. Mã này ha các chị. Chị Diệu Huyền ơi, em sale 100 ngàn một bộ rồi lấy hết, chứ còn mua lẻ thì là 130 một bộ chị. Lấy có một bộ thì là 130, tại em là em sale 300, 100 ngàn một bộ là nó còn mấy bộ em sale hết, chứ cái đó em bán 130 lận à, em lấy 130 lận. Rồi cái em mặc chốt cho em mã tím thôi mấy chị. Mã tím này em còn size số 1. Rồi cho chị nào 40 đến 48 kg, cao 1m6, 50 kg vừa, chốt cho em mã hoa tím size 1 nha. Hoa tím size 1 giùm em. Rồi lên giúp em mã hoa tím size 1. Rồi cái này chị lên giùm em mã hoa hồng size 1234, chốt cho em mã hồng size 1234. Size 5 trắng có đó chị, nhưng mà chị lấy hết thì em mới chốt giá 100, còn lấy lẻ thì là 130. Lấy lẻ thì 130 ha. Rồi chiếc đẹp nào thích thì chốt cho em nha. Chị Hạnh Lê, mấy áo mà ba bị lỗi hả chị? Còn rồi lỗi bữa cái lỗi em xả mà chị kia chỉ còn trả giá em nữa chứ, chỉ còn trả giá em nữa chứ. Em xả lỗi 35 ngàn một cái rồi mà còn trả giá em nữa, trả giá nữa. Trời ơi, 85 ngàn ta sale có 35 ngàn còn trả giá nữa thì chưa. Rồi cái em đang mặc nha các chị, chốt cho em mã hoa tím size số 1, mẫu em đang lên là tay lỡ, rất là đẹp, chất co giãn và dày nha mọi người, dày dặn. Rồi 70 ngàn một áo, 130 ngàn một bộ. Chị Huyền Bùi ơi, em nói là hết, em còn có mười mấy cái áo trơn à chị. Em nói là mẫu trơn em hết rồi, em hết rồi ha. Đây nè chị Hạnh Lê, đây cái áo này là áo hoa thiêu nè, 75 ngàn một áo size số 4, mà biết sao không? Nó bị rớt mất một hộp nút này, em tìm không ra, nó bị rớt mất cái hộp nút này nè. Thì đó em xả có 35 ngàn thôi ha. Chị nào mà vừa cái này thì chốt cho em là hồng 4 35 ngàn nha.
Rồi hoa tím size 1 em chốt chị Mỹ Lê. Hoa tím size 1 em chốt chị Mỹ Lê. Mấy chị chốt đơn thì lên số điện thoại giùm em nha. Rồi cái hồng 4 lỗi thì mắc cái nút đó em sale 35 ngàn đó chị, đợi lấy lấy nha. Em chào chị Thanh Kim. Chị Hiền Bùi ơi, áo ba trơn em còn có mười mấy cái à, mà nó còn lẻ lẻ một cái một sai không à chị. Rồi chị My Lê, một tím size 1. Có chứ chị Thanh Kim, áo là 70 ngàn một bộ nha, em mặc là 130 ha, bộ nha em mặc là 130. Quần là như em mặc luôn á, quần là em chỉ có quần đen thôi nha, quần em chỉ có quần đen thôi như này nè. Rồi cái này chị lên cho em mã hồng ha, chốt hồng giúp em, hồng kèm size 1, 2, 3, 4. Có nha chị, một bộ 130 ha, mỏng cho em mặc, rồi chốt cho em mã hồng. Hồng giùm em nha, hồng size 1, 2, 3, 4, từ 40kg cho tới 65kg mã hồng. Rồi lên mã hồng giúp em. Đây mẫu áo trơn này chị, em cũng bán 70 ngàn một áo, nhưng mà em hết số lượng rồi cho nên em không có xỉ được cái mẫu này. Đó ha, mẫu áo trơn đây ha, đó, 70 ngàn một áo. Chị Ngọc Phạm bữa trước hỏi em là size 75kg phải không chị? 70kg, mẫu này 70kg. Mẫu này 70kg phải cao 1m58 trở lên mới vừa nha chị Ngọc Phạm, 1m55 tới 1m58 mới vừa nha. Bữa phải chị hỏi em là chị Ngọc Phạm này là hỏi em là size 75kg đúng không? Rồi 1m58, 54kg là mặc size số 2 cho em nha chị Thanh Kim. Size số 2. Rồi cái này lên giùm em mã hoa hồng xanh. Chốt cho em mã hoa hồng xanh size 1, 2, 3, 4. Lên giùm em nè, em 44kg, 45kg, em đang mặc là size số 1. Ở độ co giãn nó vẫn còn thôi các chị. Đó, thì tầm chừng 48kg trở lại là vừa size số 1 cho em nha. Rồi chị nào thích cái mã này lên giúp em là mã hoa hồng xanh. Hoa hồng xanh kèm size 1, 2, 3, 4. Chốt hoa hồng xanh giúp em nha. Rồi lên mã hoa hồng xanh size 1, 2, 3, 4. Mấy chế đẹp chia sẻ like lên giùm em. Ồ, có áo lỗi này chị nào chốt cho em này 35 ngàn nè. Chị nào có đơn thì chốt luôn. Chị Thanh Kim ơi, em đọc cái nào mà nó có size số 2 trong đó là mình cứ chốt nha. Cái nào em đọc mà có 2 là mình chốt nha chị, chứ em không có lên từng size 1. À, 3 cái 100 đó chị Hạnh Lê. Đây, cái này ha, một cái này nhưng mà nó không có cùng size nha chị, nó không có cùng size nha. Đó, một cái này là size số 4 là bị mất hết cái hộp nút như thế này thôi, mình về có nút mình gắn vô. Rồi, là một cái là size số 4. Rồi cái này nè, đính đá nè, em bán 85 ngàn nè, nó size số 1. Cái này size số 1, ở xưởng đóng sao nó bị thiếu nút, không có cái hộp nút nào luôn. Đó, chị nào mà không thích có nút thì để vậy mặc cũng được, mặc cũng đẹp nha. Đây, chị Hạnh Lê. Ủa là chị Hạnh Lê là chị Phi Phi Nga gì đó hả chị? Là chị Phi Nga gì đó hả? Phải không? Rồi cái này size số 1 nha, đó. Còn cái này nó không có bị lỗi gì hết, nó chỉ cái tà trước nó cái tà trước nó bị dài hơn tà sau một xíu, mình bẻ cái lai lên đạp chỉ lại là xong. Mà em không có thời gian em làm thôi, chứ em làm lại, em sửa lại em vẫn bán 85 ngàn một áo được. Tại nè các chị nhìn thấy không? Cái tà sau á. Đây ha, à, cái tà trước á. Đâu rồi? Đây. Em cầm với chị xem nha. Đó. Cái tà sau nó cái tà gì tà trước nó dài hơn tà sau xíu vậy nè. Đó, mình chỉ gấp lên á, mình chỉ gấp lên mình đạp chỉ lại là xong. Cái này size số 5 màu tím cẩm rất là đẹp. Đó, em xả ba cái này 100 nha, chứ đẹp là ba cái này là lỗi ha, nó lỗi. Đó, chứ đẹp là lấy giùm em nha. Đó, nó không có bị gì hết trơn á, nó chỉ vậy thôi à, chứ không phải là bị rách hay bị gì hết á. Ok, chị Hạnh Lê này, 3 cái 100 nè. Lấy cả quần ok, chị Thanh Kim chốt mã nào thì cứ chốt giùm em nha, size số 2 nha. Còn em chốt chị Hạnh Lê. Ba áo đó 100. Em chào chị Lê Nguyên. Rồi lên tiếp cho em mã này mã xanh. Lên cho em mã này mã xanh dương ha. Mã xanh dương giùm em chào chị Trần Phước và chị chia sẻ like lên giúp em mọi người. Chia sẻ like lên giùm em. Rồi
lên em mã này là mã xanh dương kèm size 1 2. Mã xanh dương này em còn size 1 với size 2 thôi mấy chị đẹp. Xanh dương size 1, size 2 giùm em nha. Mẫu em đang lên là 70 ngàn một áo, 130 ngàn một bộ nha em đang mặc. Chất mà co giãn dày dặn ha mọi người ha. Chị lấy hả? Chị Lê Nguyên ơi, chị Hạnh Lê lấy trước rồi, chị Hạnh Lê lấy trước rồi chị đẹp. Em coi còn. Rồi còn một cái nổi thì thay thứ năm nè. Đó, cái này nó thì nó là mẫu một bông. Cái này là không có lỗi gì hết, mấy chị biết sao không? Đây, em lấy vội xuống nó bị móc vô, cái móc nó bị xước có một đường chút xíu vậy thôi nè. Đó, nó bị một đường như thế này nè. Rồi em xả cái này 30 luôn, vậy nào lấy nha. Size số 5, rồi em xả cái này 30, nó chỉ bị xước một xíu chỗ này thôi. Màu xanh lá, size số 5, 65-70kg đây ha. Đó, 65-70kg, chế nào có đơn thì lấy luôn để em gửi luôn nha. Rồi chốt cho em mã xanh 30, size số 5. Em chào chị Trần Phước. Chị cho em chiều cao cân nặng đi, em báo size cho. Cho em chiều cao cân nặng em báo size cho nha. Chị Ngân Nguyễn Thì. Chị Ngân Nguyễn Thì lấy hai bộ lần trước cũng cho em số điện thoại nhưng mà em gọi không có được. Chị cho số điện thoại lại nha. Chị Ngân Nguyễn Thì số điện thoại mình cho em bị sai đó. Rồi cái này 30 ngàn nè. Chốt luôn 30 ngàn, size số 5. Chị Ngọc Phạm 75kg là chị mặc cái mẫu áo màu này mới vừa nha chị. Mẫu áo phong như em đang lên là chị không vừa. Mẫu áo màu này chị mặc size số 5 vừa nha. Size số 5 vừa. Rồi chị Hạnh Lê lấy luôn cho chị được cho cái đơn của mình đi nha. Rồi cái này chốt cho em mã xanh dương. Xanh dương size 1 2. Lên cho em mã xanh dương size 1 size 2. Đẹp mọi người ơi, xanh dương 1 2 giùm em. Chị Ngọc Phạm ơi, chị 75kg, chị mặc cái mẫu áo màu này size số 5 vừa, chị thích màu nào thì chị comment màu lên giùm em nha. Mẫu này là 75 ngàn một áo, 135 ngàn một bộ hả mấy chị? Đó, mẫu áo màu này ha, chị vừa size số 5. Chị Ngọc Phạm thích cái mẫu này thì á, nói em nha. Mà em đang lên áo bông. Chị Trần Phước ơi, chị cho em chiều cao cân nặng của chị đi. Em canh size cho mình cho nha. Canh size cho hơn. Rồi cái này lên giùm em mã mai hồng size 1 size 2 mấy chị đẹp, chốt cho em mã mai hồng size 1 2. Size 1 40 đến 48 kg, size 2 là từ 48 cho đến 53 kg, cao 1m6 55 kg vừa nha. Rồi lên giùm em mã mai hồng, em còn size 1 với size 2 mấy chị. Mai hồng size 1 size 2 giùm em nha, quá đẹp. Chị nào lấy áo lẻ lấy từ hai áo giùm em nha. Rồi chốt cho em mã mai hồng size 1 size 2. Tím trơn em hết số 2 là chị Thanh Kim. Chị Thanh Kim. Size số 2 em không có còn màu nào hết luôn á. Đây size thứ 2 em còn màu này thôi nè. Màu này với lại màu trắng. Size số 2 áo màu em còn màu này là màu trắng hồng, nó màu trắng nó hơi hồng một xíu nè các chị. Với lại màu trắng thôi nha chị Thanh Kim, áo trơn nha. 66kg, 1m50 là mặt size số 5. 66kg, 1m50 mặt size số 5. Rồi để em lên áo màu size 5 cho nha mấy chị. Tại vì áo bông này là size 5 em hết trơn rồi. Áo bông này size 5 em hết trơn rồi ha. Chị nào xem áo màu không? Rồi cái này lên giùm em mã mai hồng size 1, size 2, mai hồng. Dạ đúng rồi, 1m6 và 75kg là chị mặc size số 5. Mẫu áo màu nha chị, mẫu áo bông thì mặc không vừa ha. Chị Thanh Kim nè, size số 2 màu áo trơn, em còn cái này là màu trắng hồng. Đó, chị nào vừa chốt cho em mã trắng hồng size 2, 50-55kg. Lên em mã trắng hồng size số 2 nha. Rồi chốt cho em mã trắng hồng size 2. Trắng hồng size số 2 giùm em. Cái này nó cái bàn nó cũng bị hơi lợt một xíu sao các chị. Về đạp like lên giùm em nha. Đó, nó xíu xíu à. 62kg, 1m6 là áo mão bông á, là chị mặc size số 4, còn áo màu này là chị mặc size số 3 nha chị Trần Phước. Em chào chị Thu Ngà, đồ đẹp lắm, nhận đồ rồi hả chị, em cảm ơn chị nha, cảm ơn chị đẹp. Rồi thôi chị Thanh Kim nha, cái này thích chốt cho em. Lên cho em mã trắng hồng size 2 ha, trắng hồng này size 2. Rồi, đây mã trắng trơn. Không chị, không có bông xanh đen, cái nào em lên cái đó nha. Rồi màu trắng trơn em còn size 1 với size 2, chốt cho em mã trắng trơn size 1 size 2 các chị đẹp. Lên giúp em mã trắng trơn size 1 và size 2 ha. Rồi trắng trơn size 1 size 2 đó. Là áo trơn em chỉ còn hai màu này có size 2 thôi nha.
Ngọc Diệp. Rồi em lên áo nào cho các chị chọn có size 5 cho mình nè. Chị Ngọc Phạm ơi, mình chọn cho em luôn ha. Tại vì em chốt đơn cho mình bữa chị kêu là để chị coi like á. Rồi trắng này chốt cho em mã trắng size 5. Mẫu hoa thêu 75.000 một áo, 135.000 một bộ. Lên giúp em mã trắng số 5. Chốt trắng 5 giùm em nha. Rồi chốt cho em mã trắng 5, 65 70 kg, mặt đẹp, cao 1m6, 75 kg vừa giùm em nha. Chắc co giãn cực kỳ luôn. Mẫu này 75.000 một áo, 135.000 một bộ. Rồi chế đẹp nào thích cái này, chốt cho em mã trắng số 5. Lên giùm em trắng 5 thôi mấy chị ha. Rồi chốt trắng 5 giùm em. Rồi em lên màu đỏ măng cục. Em lên đỏ măng cục, chị nào thích mã này chốt đỏ măng cục giùm em nha. Không có bông xanh đen chị ơi, không có bông xanh đen. Ủa bông xanh đen là cái này nè, cái này em có nè. Cái áo bông này nè, xanh đen lên bông này được không? Đó, 75.000, cái mẫu đó 75.000. Mẫu đó là vải mới ha. Rồi đây cái màu này mấy chị lên giùm em, màu này là màu đỏ măng cục size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em mã đỏ măng cục nha. Màu măng cục mấy chị. Rồi chốt cho em mã măng cục size 1, 2, 3, 4, 5. Chị Trần Phước là mẫu này là chị mặc size số 3 nha chị. Còn mà mẫu áo bông là chị mặc size số 4 giùm em nha. Rồi lên giùm em mấy chị đẹp. Chốt cho em mã măng cục size 1, 2, 3, 4, 5. Măng cục size 1, 2, 3, 4, 5 giùm em nha. Rất là đẹp luôn. Rồi chị nào thích màu này lên giùm em mã măng cục. Chị xin toàn ơi, chị đâu có mua bên em bao giờ đâu mà cái vừa rồi mặc đổ lông vậy chị. Chị chưa mua bên em bao giờ hết. Chị chưa mua bên em bao giờ hết trơn luôn á. Lấy áo chị mặc size 2. Chị Thanh Kim, mã nào lên mã đó giúp em. Áo em mặc em thay ra thay vô liên tục. Em không biết là cái áo em mặc là áo nào luôn á. Em không biết áo em mặc là áo nào luôn, chế đẹp ơi. Măng cục. Rồi chị Trần Phước, măng cục là lên cho em số điện thoại nha chị đẹp. Chị nào chốt đơn lên số điện thoại giùm em. Rồi em lên màu đen. Màu đen ha. Chị Thanh Kim lấy màu măng cục. Rồi lên số điện thoại giùm em luôn nha chị. Chị Thanh Kim là mặc size số 2 nha. Rồi măng cục 2 em chốt chị Thanh Kim. Măng cục 3 em chốt chị Trần Phước. Lên số điện thoại giúp em chị đẹp. Em cảm
cảm ơn chị Thanh Kim. Con đưa giỏng cho mẹ nha, đưa giỏng cho mẹ. Áo sinh riêu quần đen ok chị, rồi đen nha, chị nào thích đen chốt đen giùm em, kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mã đen. Đen size 1, 2, 3, 4, 5 cho em hơn. Rồi em lên màu này là màu đỏ đô. Đỏ đô em còn size 4 và size 5, đây màu đỏ đô hơn mấy chị. Rồi chị đẹp là thích đỏ đô, chốt cho em mã đỏ đô size 4, size 5. Rồi đỏ đô em còn size 4 và size 5 hơn. Chốt cho em mã đỏ đô size 4, size 5, size 4, 60 đến 65kg, size 5 là 65-70kg tùy chiều cao. Cao 1m6, 1m73, 75kg vừa nha, chắc co giãn. Rồi chốt cho em mã đỏ đô. Rồi màu này lên giùm em mã đỏ cam. Có đen bông khác, có chị Trần Phước. Đen bông hồng nha chị, còn cái đen em mặc size số 1 nó lên, chỉ có size số 1 là nó lên là cái bông màu đen thôi. Còn size số 3 nó lên cái bông màu hồng. Đó, chị lấy đen size số 3 là nó lên cái bông màu hồng nha. Nè, size số 3 là size 2, 3, 4, 5 nó lên cái bông màu hồng. Chỉ có số 1 nó lên cái bông màu đen thôi chị. Đó, đây ha. Rồi, mình có thích đen này mình chốt cho em nha. Rồi, đen nè, đen hoa hồng nè. Size số 3, đó, chị Trần Phước có thích mẫu này chốt cho em. Ở này lên giùm em ạ, màu đỏ cam. Cam kèm size 2, 3, 4, 5. Chốt cho em mã đỏ cam size 2, 3, 4, 5 màu đỏ cam giùm em nha. Đỏ cam size 2, 3, 4, 5. Rồi lên giùm em đỏ cam size 2, 3, 4, 5 mã đỏ cam. Em có đen bông tím, đen cái bông hồng đó chị. Còn em có cái mã đen này nha. Đen này đen đính đá 85 ngàn một áo. Trời ơi. Thanh Kim.
Chị xem toàn chị mua bên nào thì chị nói bên đó, chị mua chỗ khác mà chị lên đây chị nói chú em kỳ cục vậy chị. Em đâu có bán hàng cho chị đâu. Hàng bên em là hàng chất lượng bao vải cho các chị nha. Còn chị mua ở đâu thì chị qua đó chị nói, tự nhiên chị lên cái fan của em chị nói kỳ vậy. Rồi đang đá xuống ba trước chị dùng thuốc cho mình mua ở chỗ nào thì mình nói chỗ đó, chứ mình mua chỗ khác mình lên chỗ em thì nói. Người ta bán mà người ta bán 65 70 ngàn một áo thôi rẻ hơn em, nhưng mà rồi đó là về á là nó không có được như bên em đâu nha mấy chị. Về nó đổ đông liền hơn. Mua bên nào bán vốn bên đó, mua chỗ khác lên thay em bán vốn kỳ mấy chị. Rồi cái này em chốt chị Trần Phước mã đen. Quần ống rộng chị ơi, như y chang như em mặc luôn á, y chang như em mặc luôn á, quần là quần đen ống rộng hơn đó, cũng không rộng hơn, em nhìn như nó không suông vậy đó. Rồi chứ nào là thích đen đá nữa, chốt mã đen đá em, mẫu em đang lên 85 ngàn một áo nha, 85 ngàn một áo. Rồi đang like con khóc đó chị ơi. Chị Thanh Kim nếu kịp thì chị em gửi chiều nay nha chị, tại giờ em like rồi không biết em có hàng kịp không. Đây nè, màu xanh màu đỏ cam đây nha chị nha, chụp hình nhanh giùm em nha, coi rồi chụp hình nhanh giùm em like khác. Rồi đây đỏ cam đây, màu đỏ cam đây hơn. Rồi chốt nhanh giùm em đỏ cam nha. Đó. Nhanh kim. Rồi đen em mặc chốt cho em đen đá size 1 2 3 4 5 lên mã đen đá giùm em. Đen đá size 1 2 3 4 5. Rồi em lên tiếp màu này ha. Màu hồng đất cho em. Màu hồng đất kèm size 1 2 3 4 nha các chị. Hồng đất size 1 2 3 4 5 cho em luôn. Lên cho em mã hồng đất size 1, 2, 3, 4, 5 màu hồng đất ha. Rất là đẹp. Hồng đất size 1, 2, 3, 4, 5. Rồi lên cho em mã hồng đất size 1, 2, 3, 4, 5 nha. Hồng đất thôi mấy chị ơi. Chốt hồng đất kèm size 1, 2, 3, 4, 5 dùm em. Màu em lên là màu hồng đất. Đây ha mấy chị. Rồi lên hồng đất dùm em. Quần là em chỉ có ống rộng thôi mọi người nha. Không có ống, không có ống ôm đâu. Rồi chị nào thích hồng đất chốt hồng đất giùm em. Rồi cho em mã hồng đất. Rồi em có màu này là tím cà, em còn cái size số 3. Chị nào vừa chốt cho em tím cà size số 3, tím cà size 3 giùm em. Rồi lên giùm em mã tím cà size số 3 nha. Đây, tím cà size 3 55-60kg là mặt đẹp. Chốt cho em tím cà số 3. Sơn ơi, rồi tím cà này size 3 giùm em. Rồi lên cho em mã tím cà này size số 3 nha. 55-60kg. Rồi chốt cho em tím cà 3 mấy chị đẹp ơi, tím cà 3. Rồi màu này lên giúp em màu xanh biển, em còn size 3 45 chốt cho em mã xanh biển. Thun lạnh 35 ngàn một bộ đó chị Hạnh Lê, lấy màu nào lên nhìn thì chốt giùm em nha. Rồi lên giúp em mã xanh biển size 3 45 lên giùm em mã xanh biển.
xanh biển nha mấy chị, màu xanh biển. Rồi em còn size 3, 4, 5. Đó, em mặc hơi rộng hơn tại vì em 45kg hả. Đây size số 3. Rồi chị mặc lên cho mấy chị xem cái màu của nó và cái form nó thôi. Rồi chị đẹp là thích màu này, chốt cho em xanh biển size 3, 4, 5. Lên mã xanh biển size 3, 4, 5 giùm em nha. Rồi chốt mã xanh biển size 3, 4, 5 nha mấy chị đẹp. Hai bộ là 270, phí ship 30 là 300 nha chị Thanh Kim. Phí ship 30 là 300 ngàn một đơn. Rồi cái này các chị lên giùm em xanh lá, em còn size 4 và size 5, chốt cho em mã xanh lá. Màu xanh lá size 4, size 5 cho em nha. Rồi lên mã xanh lá size 4 và size 5 giúp em mã xanh lá. Này hết size nhỏ cho nên em không có mặc cho chị xem được không? Rồi lên giùm em mã xanh lá size 3, size 4 và size 5. Xanh lá size 4, size 5 thôi. Rồi em còn một cái đỏ đá này. Màu đỏ tươi luôn. Rồi đỏ tươi giùm em còn size 1 và size 4, chốt cho em mã đỏ tươi size 1, size 4. Đỏ tươi size 1, size 4 cho em đó chị đẹp. Chị Thanh Kim ơi, đặt hàng mà mình hối là em nhiều khi đó, nhiều chị hối kêu 2 ngày tới rồi 2 ngày hàng không tới kịp và không nhận là chết em luôn á. Nha, đặt hàng đừng có hối với mấy chị ơi, hàng đi thì từ 3 tới 5 ngày tới. Thành phố Hồ Chí Minh thì 3 ngày là chắc chắn tới. Nha. Giờ em like không biết kịp chiều không gửi, còn không kịp là mai nha chị. Giờ em đang like rồi sao mà chốt đơn kịp cho mấy chị được. Phải ngày mai chứ, phải có thời gian chứ mấy chị đẹp. Rồi lên giùm em đỏ tươi, em còn size 1, size 4, màu đỏ tươi mấy chị hơn. Đỏ tươi size 1, size 4 giùm em nha. Đỏ tươi size 1, size 4. Rồi đỏ tươi đánh đá, em còn cái số 3 nè, chị đẹp là vừa chốt. Chị Trần Phước lấy luôn này chị đẹp, đỏ đỏ đánh đá size số 3 nha. Đây. Đây ha, đó. Đỏ đá em còn cái size số 3 nè. Chị đẹp là vừa chốt. Đá đây mọi người, đá rất là chắc luôn ha. Không có bung đâu nha các chị, bao giặt máy cho mình luôn. Đó. Đây để gần cho các chị xem cái chất của nó nè. Mịn màng mà nó co giãn cực kỳ luôn nha các chị ha. Ok chị Thanh Kim, chiều thì kịp thì chiều em gửi, còn không mai nha chị, sợ không kịp tại vì có con nhỏ nữa đó, nó cứ khóc là em không có làm gì được luôn. Chị Ngọc Phạm một bộ đen đá và một bộ màu măng cục số 5 rồi, ok chị Ngọc Phạm. Ok chị Ngọc Phạm nha. Rồi đỏ tươi nè, chị nào vừa chốt cho em size 1, size 4, đỏ đá em còn cái size số 3, chốt cho em mã đỏ đá size 3 cho các chị. Rồi đỏ đá size số 3 giùm em ha. Đỏ đá size số 3. Chốt đỏ đá số 3. Rồi em còn một vàng này size 4 và size 5. Vàng ha, chốt cho em vàng size 4, size 5 mã vàng. 4, 5 mã vàng hết, cái này em lên 4D cho các chị của mình nha. 4D 90 ngàn một áo. Mẫu 4D 90 ngàn một áo. Rồi cái này lên giùm em vàng size 4, size 5. Thứ tư, bữa nay thứ mấy chị? Bữa nay thứ ba hả? Bữa nay thứ ba, thứ tư tuần sau hả chị Thanh Kim? Bữa nay thứ ba, ví dụ chiều đây em gửi. Đây là thứ năm, thứ tư, thứ năm. Thứ sáu chị nhận được ha, tới thứ tư tuần sau là ok. Thời gian đó là ok nha. Đỏ tươi số 2, hồng đất số 2, một quần đen số 2. Rồi ok chị Diệp Tàu nè. Ok chị. Thứ tư tuần sau kịp nha chị Anh Kim. Thứ tư tuần sau ngày mai em gửi là tầm thứ sáu thứ bảy chị nhận được rồi. Ok chị Diệp Tàu ha. Rồi cái này đỏ tươi ha. Rồi em lên tiếp màu xanh. Xanh này là xanh đậu ha mấy chị, màu xanh đậu, nó gần như là màu xanh mạ. Rồi chốt cho em mã xanh đậu size 2, size 4. À size 2, size 5. Size 2, size 5 hôm nay thứ mấy? Ở hôm nay thứ tư hả chị? Kịp nha, thứ năm thứ sáu rồi thứ bảy nhận nha, thứ bảy nhận hàng. Nếu mà em gửi chiều nay mà kịp chuyển hàng là có thể sáng mốt là chị nhận được ở thành phố Hồ Chí Minh thì nhanh. Rồi lên giúp em mã này, mã này là màu màu xanh đậu giùm em. Có chị tùy chỗ à, nhưng mà có nhau á. Rồi chốt cho em, nói chung là kịp cho mình thứ tư là bao kịp cho mình nha. Rồi chốt cho em mã xanh đậu size 2 với size 5 giùm em, màu xanh đậu, xanh đậu size 2 size 5.
Rồi lên mã xanh đậu 2 năm giùm em, mã xanh đậu. Xanh đậu C2 C5 ha. Rồi tiếp cho em màu này là màu tím mô. Màu tím mô em còn size 2 và size 3, chốt mã tím mô size 2 size 3 giùm em, màu tím mô ha mấy chị đẹp ha. Tím mô size 2 size 3. Đây lên giùm em mã tím mô size 2 và size 3 nha. Ok chị Thanh Kim nè. Chị Thanh Kim là hai bộ đúng không? Gửi hàng luôn nha, cho địa chỉ em gửi hàng luôn, khỏi gọi điện, nhưng mà khi mà hàng tới thì nhớ nghe điện thoại nha các chị, nhớ nghe điện thoại. Rồi lên giúp em mã này là mã tím môn. Tím môn em còn size số 2 và size số 3. Rồi chốt cho em mã tím môn mọi người nha. Siêu đẹp cho các chị luôn. Rồi lên giúp em tím môn size 2 size 3 nha. Size 2 size 3, size 2 50 đến 55 kg. Size 3 55 60 kg giúp em. Rồi chốt cho em mã tím môn. Tím môn 23. Tím mô C2, C3. Rồi màu này em lên là màu hồng dâu. Hồng dâu em còn, hồng dâu em còn C3. Trời ơi đẹp quá. Em còn C3 và C5. Màu hồng dâu mấy chị. Hồng dâu C3, C5. Hồng dâu C3, C5. Chỗ em chị đó không nha chị ơi, em vải bên em là đẹp lắm luôn. Đây em để gần mấy chị xem, dày mềm co giãn, có một cái loại lai dông mà nó sơ nó khô lắm thôi mấy chị ha, còn cái bên em là nó mềm, mềm cực kỳ luôn, nó mềm nó co giãn cực kỳ luôn không mấy chị ha. Bà ba bên em thì em thấy thiệt sự là chưa có ai chê bao giờ luôn á. Có chỗ nó bán, em bán là 75.000 một áo thôi mấy chị ha, em thấy có chỗ nó bán là 65-70, nhưng mà chất thì không đẹp. Em có lấy thử rồi, em không nghĩ là sao nó bán rẻ vậy, em lấy thử về em coi thì cái chất nó như thế nào, có giống bên em không, nhưng mà thật sự là chất nó vải nó rất là mỏng. Rồi hồng dâu thì em còn size 3 và size 5 màu hồng dâu. Hàng bên em các chị nhận hàng cứ kiểm tra hàng cho em ha, kiểm tra hàng cho em nha. Em bán là bà ba là 3 năm rồi, quanh năm suốt tháng em bán bà ba không à. Rồi lên hồng dâu thì em đẹp chưa. Đây chị Hải Yến, chị Hải Yến là khách mới, em mua có một lần thôi đó, nhưng mà là lên hỏi mua nữa, tức là hàng đẹp người ta mới quay lại đúng không mấy chị đó. Rồi hồng dâu ba em chốt chị Trần Phước, hồng dâu ba em chốt chị Trần Phước. Hello chị Hải Yến, hàng đẹp thì khách mua rồi chứ quay lại mua, chứ mua lần hàng xấu là không có quay lại đâu mọi người ơi. Lai bông rồi, ok chị lai bông ha. Chưa thấy ai bán vốn em bao giờ á, em nói thiệt, chỉ có là nhiều khi bán vốn là ồ em ơi cái quần sao nó dài vậy, thì thật sự là mấy chị ơi, quần người ta sẽ may chuẩn, nếu mình thấp á thì mình lên like, còn đối với mình chị cao thì ta mang vừa, tay quần dáng quần bên em nè, hả không, còn mà ta may ngắn á thì những chị cao đâu có mặc được, đâu cũng không xử lý được ha mọi người ha. Đó cho em lên thêm một hai màu nữa em qua áo bông cho nha chị Hải Yến nha. Rồi màu này các chị lên giùm em là màu kem thôi mọi người, em còn size số 3 luôn. Thật là áo màu á, cái nỗi này là em hết hàng luôn đó, mấy chị không có hàng để bán luôn. Rồi màu này là màu kem ha. Đây nó không phải màu trắng đâu nha các chị, mã kem. Rồi lên form như thế này nha, rồi chốt mã kem giùm em. Mã kem giùm em. Dạ, rồi ok, lên bà ba bông. Bà ba bông em lên tay lỡ nha, 75.000 một áo. Rồi đây mẫu và ba bông nè, tôi lỡ 75.000 một áo. Còn chị nào xem bóng màu nữa không, chị qua áo bông một xíu nha, chị nào xem bóng màu cũng quay lại. Rồi bông tay lỡ hả các chị ha, đây rất là đẹp, 70.000 một áo mã áo bông cho em nha, tay lỡ. Tay lỡ tay dài em lai lộn xộn cho mấy chị ha, tay lỡ tay dài gì em lai lộn xộn nha. Rồi cái này tay lỡ nè,
Rồi áo bông ha, 70.000 một áo, chất nó là thun chéo thái rất là đẹp, dày dặn thôi các chị, dày. Đây em vừa gần các chị xem, nó không có mỏng bây giờ đâu, quá rất là dày luôn ha. À, co giãn cực kỳ cho em luôn nè. Rồi cái em mặc này còn cái số 1 thôi, chị nào thích cái này lên giúp em mã hoa đỏ. Lên em mã hoa đỏ size 1 cho chị nào 48 kg trở lại giùm em nha. Hoa đỏ 48 kg trở lại cho em nè. Chốt cho em mã hoa đỏ size số 1. Lên cho em mã hoa đỏ size 1 48 kg đó chị. 48 kg trở lại vừa rồi, lên mã hoa đỏ 1 giùm em ha. Rồi cái này chốt cho em mã vàng. Lấy bộ đùi màu vàng, bộ đùi màu vàng, gỗ lửng màu tím đậm đó chị. Bộ đùi màu vàng. Rồi cái mẫu này là 35.000 một bộ này, chị nào mà thích thì nói em nha. Size 65 kg trở lại là em bao vừa. Đó, màu vàng, đùi vàng đây ha. Đây là thun lạnh nha mấy chị, em sale 35.000 đó. Rồi ha, em lấy chị đùi vàng ha, đẹp cực kỳ, mặt nhà mát, mát mẻ chị ha. Rồi cái đùi vàng này chị ảnh lên là một bộ lửng màu tím đậm. Em có lửng
không em, một bộ như đây nè chị, lửng này là 35.000 một bộ thôi, em đang sale 35.000 một bộ, chắc là thun lạnh ha, hàng đẹp lắm. Chị trồng xuống 35.000 một bộ. Rồi, chị Nguyễn Mì ơi, áo hoa đỏ và xanh dương, size số mấy chị đẹp? Một quần đen ống rộng, size số mấy, lên size giùm em hoặc lên cho em chiều cao cân nặng em lấy size nha. Lên chiều cao cân nặng cho em lấy size. Rồi cái em mặc chốt cho em hoa vàng kèm size 1, 2, 3, 4, 5 lên mã hoa vàng giùm em. Rồi cái này lên giùm em lá đỏ size số 4. Em có lửng thun lạnh là 35.000, còn em sale còn lửng tôn á, lửng tôn là tôn Thái luôn mấy chị, là 85.000 một bộ. Rồi em bỏ áo, khi nào chốt đơn em sẽ lấy quần. Trời ơi khổ lắm. Áo em để riêng, quần em để riêng, em chỉ chốt áo thôi, thì khi nào em chốt áo em sẽ lấy quần thôi mấy chị đẹp. Ok bỏ quần ha. Lấy quần đi nha. Trời ơi. Đây nè, đây bộ lửng ha, quần nó nhầy đó mấy chị. Ở dưới bánh bèo này dễ thương lắm. Đây hơi chế chồng thuốc ha. Em không có bỏ thiếu đâu, lo. Không có bỏ thiếu đâu nha. Rồi, ok. Rồi lá đỏ. Lá đỏ này em còn size số 4 mấy chị. Size số 4 cho chị nào. Cái mẫu này tầm chừng từ 57 đến 63 kg giùm em. 57 đến 63 kg giùm em nha. Ta chốt cho em cái này là lá đỏ nè. Đó, em mặc là size số 4 nha. Đó, cái này lên đẹp lắm. Chị nào vừa chốt cho em 57, 63 kg là mặc đẹp nha. Đó, lá đỏ size số 4. Lên giùm em lá đỏ 4. Ok, em đang lên nè chị Hồng Yến. Em đang lên. Em lựa cái nào mà nó có số 2 em lên cho nha. Tại vì nó cũng còn ít ít. Rồi, cái này các chị lên giùm em mã tím cà. Tím cà size 1, size 2 giùm em mã tím cà. Tím cà size 1, 2. Chia sẻ like lên giùm em mọi người ơi. Em còn có bộ tôn dây này 85.000 một bộ. Nó là tôn Thái luôn mọi người nha. Hàng không đẹp là không lấy tiền nha. Đây, em đưa cái bộ này để chị xem thử không có ok, thích cái mẫu này thì lên cho. Cái này là tôn Thái nha. Bộ tôn mặc mát rửa rửa luôn. Đó. Kiểu áo này dễ thương lắm. Đây ha, 2 dây. Đó, mẫu này là 85.000, chị nào thích mẫu này thì em lên nha. Tôn Thái nha mấy chị. Mặc không phải như cái tôn mà mấy chị mua 50-60 ngàn một bộ, về đi một cái ngồi một cái cái chỗ này nó nhăn nhấm nó thủng lên ha, nó thùng nó rút bộ đồ lên nhìn mắc cười lắm. Rồi này lên giùm em tím cà size 1, size 2 mã tím cà. Tím cà 1, 2 giùm em. Lên giùm em mã tím cà size 1, size 2. Có em còn bộ lửng đó chứ đẹp mà thích thì nói em lên nha, bộ tôn nha. Lá đỏ, ok chị, lá đỏ size số 4 mình có hơi rộng một xíu, bóp bên lại cho em nha. Nếu mà có hơi rộng thì bóp bên lại. Ủa nhưng mà chị Trần Phước mà 62kg là mẫu này chị mặc số 4, đúng rồi, mẫu này chị mặc số 4 nha. Ok chị Trần Phước. Trời ơi, đầu buồn tóc rối luôn rồi đó mấy chị. Đừng bom hàng em, tội nghiệp mọi người ơi. Nuôi con nhỏ mà mấy chị đặt hàng á, thường á, bom hàng tàn gói 50-60 ngàn, 50-60 ngàn bom hàng nhỏ, tội nghiệp ghê luôn á. Rồi cái này các chị chốt cho em mã hoa vàng, em còn size 1, 2, 1, 2, 3, 4. Em đọc vậy chứ không nhớ, xin nào. Rồi chốt cho em mã hoa vàng đẹp quá chung. Cái nền nó lên là nền tím Huế ha mọi người. Nền tím Huế lên cái hoa màu vàng. Đó, chốt cho em mã hoa vàng lại giùm em nha. Hoa vàng size 1, 2, 3, 4. Lấy chị xem toàn lấy cho chị 3 bộ vàng tím đỏ. 3 bộ vàng tím đỏ. Là bộ lửng á hả chị? Vàng tím đỏ bộ lửng, em coi còn màu không nữa chứ. Bộ lửng hả chị xem toàn? Chị lấy bộ lửng hả chị? Chị ơi,
em hết đỏ rồi, tím là chị lấy là tím cà hay là tím đậm? Em có là tím đậm và tím cà nha, hết màu đỏ. Hết màu đỏ. Rồi chị lấy tím nào, rồi chị lấy thêm bộ nào nữa thì nói em nha. Rồi lên tiếp cho em mã này mấy chị đẹp. Hoa vàng giùm em. Hoa vàng size 1, 2, 3, 4 mã hoa vàng. Ủa cái bông này đẹp quá. Chị sẽ toàn ơi, bộ đỏ em hết rồi. Mình lấy màu khác đi chị. Tại vì nó còn mấy bộ em sale á. Bữa trước em bán là giá khác. Ôi, bông này đẹp. Hoa vàng size 2. Hoa vàng size 2 một bộ, ok chị. Rồi hoa vàng size số 2 là các em mặc lần lần tím hoa vàng một bộ. Rồi các em mặc chốt cho em mã này mã đỏ trắng đi mọi người. Lên trên mã đỏ trắng này em còn size 1, size 3 và size 4, hết size 2. Mẫu này là em không còn size số 5 luôn ha. Rồi chị nào thích cái bông này lên giúp em nè. Đỏ trắng. Đỏ trắng mấy chị đẹp ơi. Rồi lên mã đỏ trắng cho em nha. Đỏ trắng size 1, size 3 và size 4, mã đỏ trắng giùm em. Đỏ trắng 134. Lên giúp em mã đỏ trắng size 134. Đỏ trắng size 1, size 3, size 4. Có bộ lửng. Bộ lửng em đang sale 35.000 một bộ đó chị Vương Phương. Mẫu mặt dễ thương lắm. Bộ thun lạnh đó chị. Bộ lửng thun lạnh đó. Đó em lên bộ đó cho hả. Trời cái áo này đẹp quá nè. Cái này lên mã đen đỏ giùm em còn size 1 với size 2. Lên giúp em mã đen đỏ size 1, size 2 mấy chị. Chị nào lấy áo lẻ lấy từ hai áo giùm em nha. 70.000 một áo. Trời ơi cái này nó quá đẹp chưa. Rồi lên giúp em mã đen đỏ size 1, size 2 đen đỏ. Mấy áo sale hết rồi chị Trần Phước. Bộ lửng hả chị Quân Phương? Bộ lửng hả? Để mặc lửng này là thun lạnh không phải nó. Nó không phải là ống rộng, nó ống bình thường. Này là thun lạnh chị, này em sale 35.000 một bộ nè. Quần nó như vậy nè. 65kg trở lại. 65kg trở lại bao vừa ha. 65kg trở lại mặt đẹp. Đây bộ này nè chị. Này em đang sale 35.000 một bộ nè. Lửng đỏ. Em lấy tím Huế đó, đừng lấy màu xanh của ba. Vậy là một vàng, một tím Huế. Rồi màu đỏ mình thay màu gì chị? Màu đỏ mình thay màu gì? Em hết màu đỏ rồi nha. Em còn màu đỏ. Em lấy chị một vàng, một tím nữa nè. Rồi chị chọn lại cho em còn màu màu hồng đào, màu vàng đồng, màu tím cà với màu xanh bích. Rồi áo em đang mặc này mấy chị chốt cho em mã này ha. Đỏ đen giùm em chốt mã đỏ đen size 1-2. Lên cho em mã đỏ đen size 1-2. Quần ngắn hả chị? Quần nó dài qua gối một xíu không có ngắn đâu. Tại em cầm vậy để em mặc thử lên cái bộ đó cho mấy chị xem ha. Em mặc thử bộ cho mình xem nha. Dài tới gối mình hả? Bộ lửng mà chị. Còn mà thích nó dài hơn thì lấy cái bộ tôn. Bộ tôn nó dài hơn. Bộ tôn nó dài hơn nha. Đây bộ này hơi dễ thương á. Mặc nhà mà chị. Cái mẫu này mình đâu mặc đi ra đường mà đi đâu đâu. Nhà mặc ngủ cho nó mát mà. Rồi đó. Đây ha. Đó mặc như vậy ha. 35.000 một bộ. Em mặc đó. Ha đây mấy thăm mấy chị ha. Rồi chị nào thích thì chốt thêm nhiều em nha. Còn có mấy bộ nữa em hết rồi. Em còn mấy bộ nữa em hết ha. Nó không phải là xanh cô ba, nó là xanh bích nha chị. Còn chị Quân Phương không thích mẫu đó thì cái mẫu này nó dài hơn. Mẫu này
nha chị, mẫu này là tôn nó dài hơn nè. Đó, cái này nó dài hơn nè, cái này là tôn Thái. Cái này thì em có size. Em có size từ 45 kg tới 75 kg luôn. Cái mẫu này thì em có size. Đây mẫu này nha. Mà nó là áo hai dây, chị nào mà không thích áo hai dây thì không mặc được. Còn chị nào mặc cái mẫu này bình thường thì mặc nó dễ cưng lắm luôn, cưng lắm. À, mặc dài đi đâu cũng được hả chị? Vậy em không có cái này mình mặc nhà chị ơi, cái này bộ mặc nhà. Này bộ mình mặc nhà không? Rồi, bộ này là bộ tôn nè. Đây, cái quần này nó dài qua đầu gối xíu nè. Đó. Bộ tôn, em có size từ 45kg tới 75kg mẫu này luôn, 85 ngàn một bộ. Em bán là bình thường 90 ngàn một bộ đó. Mà hai bộ là 170. Đó. Bộ này quần nó dài quần nó dài qua gối một xíu chị, không phải quần dài nha. Đây đứng sau chị xem nè, nó quần nó như vậy thôi, không phải quần dài, mẫu em lên không phải quần dài. Còn bộ quần dài nè, em có cái mẫu này nè, quần ống su, mẫu này là 125 ngàn một bộ nha. Đây chị nào thích mẫu quần dài, cái bộ mà em mới chụp hình em đăng đó là mẫu này, quần ống su nha các chị, 125 ngàn một bộ. Chất anti mỹ rất là đẹp, chất anti mỹ rất là đẹp ha. Cái quần này là dài tới mức cá mình nè. Xanh coban hả chị? Không có xanh coban chị ơi, có cái xanh này là xanh bích. Em lấy chị bộ này nha, xanh bích, không phải màu xanh coban. Màu xanh bích được không chị? Sang lắm á, đẹp lắm. Rồi em lấy mình màu xanh bích nha, tại vì nó không còn nhiều, em mới sale 35 ngàn mấy chị, chứ đâu có giá này đâu. Mấy chị coi đâu có ai bán cái bộ thun lạnh mà giá này. Mấy chị lướt web thấy nó bán toàn là 70-75 ngàn không á. Rồi được thì ok, em lấy bộ xanh bích này cho mình nha. Rồi mẫu này 125 ngàn một bộ giùm em nha mấy chị. 125 ngàn một bộ, chất anti mỹ rất là đẹp. Đây cái này là quần ống suông nha. Đó, quần ống suông. Rồi em đứng gần mấy chị xem cái cổ áo nó, áo kiểm nó như vậy nha. Tay phối lưới dễ thương lắm. À, chứ đẹp là thích bộ này thì em lên cho 125 ngàn một bộ nha. 125 ngàn một bộ, mẫu em đang lên này, mặc cái này mẫu này lịch sự, đi chợ đi vòng vòng hàng xóm rồi đi chơi vòng vòng được, rất là sang luôn á. Chất là anti mỹ mọi người ơi, cái chất này em bao cho các chị luôn, em bao cho các chị luôn ha, bao đẹp cho các chị đó ha. Mẫu này 225, xanh bích ok chị Trần Phước, xanh bích. Chị Ngọc Bích, mẫu này chị không vừa, mẫu này 65 kg trở lại hả chị? Mẫu này chị Ngọc Bích không vừa nha. Rồi xanh bích anh lấy chị Trần Phước. Rồi còn mấy bộ được lẫn nữa thôi chị, còn 3-4 bộ gì đó, chị nào chốt chốt nhanh thôi hết ha, chốt nhanh thôi là hết. Chị Hải Yến, chị hỏi em mẫu nào chị, mẫu đang mặc hay là mẫu tôn? Chị hỏi em bộ đang mặc hay là bộ tôn. Đây bộ đang mặc là cái quần nó dài tới mức cá mình đó mấy chị. Quần có hai túi đàng hoàng ha. Hả? Quần này là ống suông chứ không phải ống rộng. Đây đứng xa mấy chị xem nè. Hả? Mặc là sang lắm ha mấy chị ha. Cái kiểu áo lên rất là sang luôn. Đây. Có nhiều màu, có 10 bông. Nó là bông nha chị. Em mặc hơi rộng một xíu. Hả? Không gì đi. Cho chị nào thích mẫu này em lên cho 125 ngàn một bộ đó chị đẹp. Chị Hải Yến hỏi em mẫu nào, hỏi em bộ đang mặc á hả chị? Bộ đang mặc hay là bộ tôn? Bộ đang mặc em có nhiều màu nha. Và có size 45kg tới 75kg. Rồi chốt hai bộ hai màu cho chị Kim Sang nè. Size 5.
rồi, có nhiều màu lắm chị. Bộ đang mặc mình cũng mặc size số 2 nha chị Hải Yến, nó bằng form 33 nha, bằng form 33. Rồi màu em mặc cái này chị nào thích chốt cho em mã hoa nhí mọi người. Hoa nhí kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 45kg cho tới là 75kg luôn. Đây mặc sang lắm mọi người ha. Đó, dáng quần của nó như vậy nha. Rồi chị đẹp là thích chốt cho em mã hoa nhí size 1, 2, 3, 4, 5, 6 luôn chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoa nhí size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chị chờ em xíu phát thêm một cái máy nữa. Hàng của em mấy chị cứ nhận hàng, các chị ơi nhận hàng cứ kiểm tra hàng cho em nha. Hàng đẹp là không có sợ gì mấy chị kiểm tra hàng chưa á. Trừ khi là mấy chị có ý định bơm hàng thôi. Đó, trừ khi có ý định bơm hàng thôi. Chứ không bơm hàng là nhận hàng là không bao giờ từ chối chưa. Rồi cho em lên cho em bộ màu này. Màu này sang. Rồi chốt cho em mã này mã sọc đỏ mấy chị đẹp. Sọc đỏ giùm em nha. Đây, lên giúp em mã sọc đỏ. Sọc đỏ hả mấy chị hơn. Rồi chị đẹp là thích mã này, lên giúp em sọc đỏ. Sọc đỏ cho em nha, đây quần ống suông hơn. Rồi chốt cho em mã sọc đỏ. Kèm size. Sọc đỏ kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6, 45kg cho tới 75kg có size cho em nha. 125.000 một bộ. Rồi lên giùm em mã sọc đỏ mọi người ơi. Đó đẹp chưa, chốt mã sọc đỏ giúp em nha. Sọc đỏ. Mẫu em đang mặc chốt cho em mã hoa nhí. Rồi lên sọc đỏ giúp em. Rồi cái này lên cho em mã bi hồng mấy chị đẹp. Bi hồng. Chốt cho em mã bi hồng. Sang lắm ha. Rồi lên mã bi hồng giùm em nha. Bộ cho em mặc ha mấy chị. Bộ cho em mặc. Rồi lên cho em mã bi hồng. Kèm size hoặc là kèm số ký, chiều cao, cân nặng giùm em nha. Bi hồng em có size từ số 1 tới số 6. Đủ size 45kg tới 75kg. Chị Sen Toàn ơi, là cuối cùng là bộ thun lạnh. Chị lấy thêm bộ nào thì comment lên giùm em nha. Bà ba mà áo màu á, là áo màu hoa thiêu là em bán 75.000 một áo. Còn áo mà áo bông á là 70.000, chị quần đen là 60.000 đó. Bên em bán vậy thôi chị ha. Rồi chị đẹp là thích bộ này, chốt cho em mã bi hồng. Lên mã bi hồng giùm em, mẫu như em mặc. Em chào chị Hương Nguyễn, em chào chị Hân Nguyễn ha. Bi hồng giùm em. Chấm like lên giùm em mọi người ơi. Rồi cái này cái chế lên cho em màu này, mã này. Màu này đẹp quá. Rồi mã này lên cho em mã hoa hồng nha mấy chứ. Hoa hồng, chốt mã hoa hồng giùm em. Mặt đẹp và sang cực kỳ mấy chị ơi, cái bông lên rất là sang. Mặt nhà em nói mặt đi chợ vòng vòng hàng xóm là bao đẹp bao sang giống chị luôn. Tại vì cái bộ này nó cũng là kiểu chứ không phải là bộ lúa lúa mấy chị. Bộ kiểu rất dễ thương. Rồi chốt cho em mã này mã hoa hồng. Kèm size từ 1 tới 6 cho em nha. Hoa hồng size 1 đến size 6, 45kg tới 75kg cho em luôn. Rồi lên em mã hoa hồng size 1 đến size 6 hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi mã này các chị lên giùm em mã cam. Đó là màu gạch cho mấy chị, không phải màu cam đâu, màu ngói á. Màu ngói á, cho chốt cho em mã ngói đi. Lên mã ngói cho em hơn, màu này mặt trắng da lắm nè. Rồi chốt cho em mã ngói. Ngói kèm size giùm em nha, lên giùm em mã ngói mấy chị. Ngói kèm size 1, 2, 3, 4, 5 mẫu em mặc hơn. Rồi chốt cho em mã ngói. Size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt mã ngói em. Ngói kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi cái này lên giùm em mã hoa vàng. Hay là mã này.
chị. Hoa hồng size số 2. Rồi hoa hồng 2 em chốt cho chị Hải Yến. Hoa vàng size 1, 2, 3, 4, 5, 6 giùm em mấy chị, rất là đẹp luôn. Mặc thử bộ này ha. Rồi bộ em mặc các chị chốt cho em mã là nhí nha, mã hoa nhí ha. Chắc là em nói bao ghiền mặt mát rồi rượi luôn nha mọi người. Mấy chị bên nhóm chợ chấm like lên giùm em với xem thấy comment bên nhóm chợ ấn comment rồi. Rồi hai bộ 250 nha chị Hình Mơ. Em bán từ hai bộ nha chị, một bộ 125, hai bộ 250 nha. Nhưng mà lấy từ hai bộ đi đỡ tiền ship mọi người ơi. Ship 30.000 đồng giá. Ship 30.000 đồng giá cho em ha. Rồi lên cho em mã hoa vàng kèm size 1 2 3 4 5 6. 45 kg cho tới 75 kg giùm em nha. Chứ đẹp rồi không biết size lên chiều cao cân nặng cho em có size cho, canh size cho. Rồi dễ thương chưa mọi người? Đây ha. Rồi chiếc đẹp là thích mã này lên giùm em vàng. Chốt cho em mã vàng. Trời ơi em nói mẫu này mặc sang cực kỳ luôn mọi người ơi. Đẹp mà sang mà lịch sự lắm luôn. Rồi lên mã vàng size 1 2 3 4 5 6 giùm em nha. Vàng size 1 2 3 4 5 6. Đó mã hoa vàng size 2. Lấy bộ này hả chị Hải Yến, lấy thêm bộ hoa vàng size 2 chị, đẹp lắm chị ơi, lấy về mặc đi. Mình mặc ở nhà lịch sự đẹp sang, mình đi chợ đi hàng xóm gì mẫu này mình mặc đẹp hết. Thậm chí em nói chị đi cà phê vẫn cứ sang luôn á, em nói thiệt. Chị Linh Linh Hoàng sĩ inbox cho em nha chị, sĩ mình inbox nha. Rồi cái này lên mã beo cho em. À vậy là lấy hai bộ. Rồi ok chị, lấy hai bộ, bộ hoa vàng size số 2. Hoa vàng hết số 2 rồi chị Hải Yến ơi. Hoa vàng em hết số 2 mất tiêu rồi. Xui. Hoa vàng em hết số 2 rồi chị đẹp ơi. Chọn hoa khác giùm em ha. Rồi mã beo cho em nè mấy chị. Này lên giùm em mã beo, họa tiết beo nền xanh đen lên họa tiết beo nha. Hoa vàng hết size 2 rồi chị Hải Yến. Lấy xe 3 về có động bóp eo lại giùm em được không? Nè cái này ví dụ như á, mà về cái áo cái quần thì đương nhiên là bình thường rồi mấy chị, quần lưng thun là mặc bình thường. Nhưng mà cái áo nếu mà có hơi động á, bóp hai đường như vậy nè, vô hai cái eo của mình á, đó, thành cái áo nó ôm như vậy là đẹp thôi ha. Đó nếu được thì là em lấy chị bộ số 3 nha, tại vì em hết số 2 mẫu đó rồi. Rồi cái này lên giùm em là mã beo. Mã beo giùm em. Beo kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chốt cho em mã beo size 1, 2, 3, 4, 5, 6 nha. Rồi coi. Rồi cái này các chị lên giùm em mã bi trắng mấy chị đẹp. Bi trắng. Nền đen lên cái chấm bi màu trắng. Em chào chị Nga Nguyễn. Em chào chị Nga Nguyễn nha. Rồi bi trắng này em lên thử cái bi trắng này cho các chị nha. Bi trắng, nền đen bi trắng lên rất là đẹp luôn. Đây kiểu áo nó gì. Chị Nga Nguyễn ơi, 70kg. Chị cao bao nhiêu chị? Em có size tới 75kg lận nha chị. Em đang mặc size số 1. Em mặc nó cũng còn hơi rộng một xíu. Em đang mặc là size số 1 nè. Tại vì cái chất nó co giãn dữ lắm mọi người ơi. Chắc AT Mỹ là mọi người nhận hàng là em nói là chỉ khen đẹp thôi. Em đang mặc size số 1 chị nha. Ơ quên chị Yến. Hả? Còn hơi rộng một xíu nè. Chị nhắm coi vừa không? Rồi em lên bộ bi đen ha, à, bi trắng nha. 125.000 một bộ nha chị Nga Nguyễn ơi. 125.000 một bộ chị đẹp. Hàng là bao đẹp nha mấy chị đẹp ơi.
quần ống suông nha các chị, quần ống suông nha, không phải là ống ôm đâu, quần ống suông. Em chào chị Nga Đào ha, 125.000 một bộ nha mấy chị đẹp, 125.000 một bộ. Rồi lên em mã này là mã bi trắng. Bộ em đang mặc là size số 1. Em là em chỉ mặc size số 1 thôi, em lựa size số 1 em mặc thôi. Tại vì em có 45kg à. Rồi lên giùm em mã bi trắng ha mấy chị ho, bi trắng giùm em nha. Rồi này chốt em mã bi trắng, quần có 2 túi nha các chị. Quần có 2 túi hai bên. Rồi chị đẹp là thích mã này lên bi trắng cho em nha. Rồi bi trắng giúp em mấy chị đẹp. Đó, chị nào thích mã này lên bi trắng giúp em. Bi trắng kèm size 1, 2, 3, 4, 5, 6 từ 45kg tới 75kg ha. Có 6 size nha mấy chị. Rồi cái này lên giùm em là bi xanh. Bi xanh giùm em nha. Chốt cho em mã bi xanh, xanh coban rất là đẹp mấy chị đẹp. Rồi lên giùm em mã bi xanh. Bi xanh giùm em nha. Rồi chị nào thích cái này lên giùm em mã bi xanh. Bi xanh nha mấy chị, rồi lên giùm em bi xanh giống như vậy nè, mà lên bi xanh. Rồi lên mã bi xanh giúp em nha. Rồi chốt cho em mã bi xanh, mẫu như em mặc quần ống suông. Em chào chị Nguyễn Trần, 125.000 một bộ chị ha. Rồi em còn bộ này là bi riêu. Chốt bi riêu giùm em, màu riêu. Đúng rồi chị, chắc anti Mỹ đó chị. Anti Mỹ thì là mát rượi đó, nó trơn lĩnh hả. Giờ vô là láng o luôn. Rồi bi riêu cho em nha. Chốt cho em mã riêu. Bi riêu giùm em. Rồi lên giùm em bi riêu. Rồi em qua bộ tôn nha mấy chị. Bộ tôn 85.000 một bộ. Hết bông rồi đó chị Hải Yến. Đó, nó xong 10 bông đó chị. Hết bông rồi. Rồi em qua mẫu khác. Em qua bộ tôn cho các chị của mình ha. Bộ tôn 85.000 một bộ. Em bán là 90.000 một bộ, 2 bộ 170 nha. Em chào chị Minh Huỳnh, mẫu em đang lên hả chị? 125.000 một bộ ha. Rồi em qua mẫu này, chị nào muốn xem mẫu này chút em lên lại nha. Em lên bộ tôn. Bộ tôn 100 a à, bộ tôn 85.000 một bộ. Ship từ 2 bộ nha mấy chị. Rồi bộ tôn này là tôn Thái ha, tôn Thái. Rất là đẹp. Rồi cái này 85.000 một bộ cho em nha mọi người, tôn Thái ha. Bao đẹp. Đây ha, chế đẹp là thích mẫu này. Rồi bắt đầu lên giùm em cũng có size từ 1 tới 6. Em xin lỗi, có size từ 2 tới 6, 45kg cho tới 75kg. Quần đây ha mấy chị ha. Quần nó đi đường bánh bèo như thế này nè. Đó, qua gối mình một xíu nha. Bạch dễ thương, áo 2 dây. Rồi lên giùm em mã ngọc kèm size giùm em. Ngọc kèm số ký cho em là em lấy size thôi. Tại cái mẫu này các chị mặc nó rộng rãi thoải mái. Mặc rộng rãi thoải mái nhớ đẹp nha. Không chị hoa hậu, em cho đồ bộ cho chị. Em không có bán áo lẻ, áo dây gì. Em không có bán đồ áo lẻ. Em là đồ bộ với lại đồ bà ba thôi à. Em là đồ bộ với đồ bà ba nha. Chứ đẹp là thích bà ba thì nói nha. Rồi lên cho em mã ngọc kèm với em số ký và kèm số điện thoại. Lên mã ngọc giùm em nè. Bộ em đang mặc chốt cho em mã ngọc. Rồi bộ em đang mặc chốt cho em mã ngọc nha. Kèm số ký em lấy size. Có size tới 75kg. Rồi lên giúp em mã này mã xanh biển.
Chị Hạnh ơi, bộ ống rộng lửng em còn size bộ size 50 kg trở lại hả chị? Bộ đó em sale 60.000 một bộ nha. Em còn 4 bộ. Rồi chị đẹp nào mình lấy cái này chốt cho em. Chị nào lấy hết 4 bộ thì là 200.000, cái đó em bán 110.000 một bộ. Đây bộ đó là bộ này nè. Chị để đâu rồi? Để đâu rồi không biết nữa. Số 2 thì lấy số em cũng được hả? Là lấy số 1 về lỡ nó có chặt sao chị? À, mình đang thực hiện giảm cân mà đúng không? Rồi giảm cân mặt nha. Ok, lấy chị bộ này. Giảm cân về chừng 50-51 kg là mặc được chị Hải Yến, cố lên chị đẹp ơi, có động lực giảm cân nha. Ok chị. Rồi mình lấy bộ này về mình mặc không vừa mình tất mình giảm cân xuống, chị có động lực giảm cân mặc đẹp nha. Ok chị Hải Yến. Dạ rồi, phí ship toàn quốc là 30.000 cho một đơn ha mấy chị. Em lấy chị size số 1 nha, về mình giảm cân mình mặc. Rồi bộ này lên giúp em mã xanh biển. À đâu rồi? Đây nè chị Hạnh Lê nè. Bộ này ha là lửng ống rộng đó, em bán là 101, cái chất nó là thun lạnh mọi người ơi, chất thun lạnh rất là đẹp luôn. Bây giờ á còn có mấy bộ size số 1 thôi, là cho chị nào 50 kg trở lại, 50 kg trở lại, ví dụ như mình ta cao tầm 1m58, 1m6 thì 51, 52 kg. Số 3 cũng được hả chị? Vậy lấy số 3 nha, em lấy chị bộ số 3 nha. Rồi em lấy chị bộ số 3. Đúng rồi, về cái áo nó có động mình bóp lại chị. Đây con, đây ha. Đó. Rồi em sale 60 ngàn, chị nào lấy hết 4 bộ 200 ngàn. Lấy hết 4 bộ thì 200. Em chào chị Vĩnh Phúc Bảo Châu. Bộ em mặc là tôn thái 85 ngàn một bộ ha. Bộ tôn thái 85 ngàn một bộ. Rồi lên giúp em mã biển đi mọi người. Biển giúp em số 3 rồi, em lấy chị số 3 rồi, chốt cho em mã biển kèm số ký cho em nha, có size 40 kg, 45 kg cho tới 75 kg. Rồi em lấy số 3 cho chị rồi á, rồi chốt cho em mã biển. Lên mã biển giùm em thôi. Rồi cái này chị chốt cho em mã đen. Đó là xanh đen chứ không phải đen đâu, nền xanh đen lên thôi, màu màu gì đây này, màu trắng trắng. Rồi chốt cho em mã xanh đen đi, đen thì cũng được nha, mã đen đi. Rồi lên giùm em mã đen. Mã đen kèm số ký giùm em ho. Đen. Rồi đen kèm số ký giùm em. Màu này lên giúp em là màu xanh ghi. Chốt cho em mã xanh ghi. Rồi lên giùm em mã xanh ghi nha mấy chị. Bộ như em mặc hơn 85 ngàn một bộ. Rồi chốt cho em mã xanh ghi. Xanh ghi giùm em ha. Rồi lên cho em mã xanh ghi. Chị nào muốn xem lại bà ba thì nói với em quay lại bà ba nha mấy chị đẹp. Rồi lên cho em mã kem. Rồi chốt mã cam giùm em ha. Mã cam mấy chị ơi. Bộ cam đẹp nè. Rồi chị nào thích này lên mã cam giùm em. Lên giúp em mã cam. Lên cho em mã cam à, màu xanh đen 65 kg. Ok chị Vĩnh Vĩnh Phúc, lên lên cho em số điện thoại rồi. Ok chị đẹp nha, 85.000 một bộ, ship từ hai bộ mấy chị. Rồi 65 kg, 65 kg mình cao không chị? Và Bảo Trân mình cao bao nhiêu chị đẹp? Nếu mà cao em lấy chị cho số 4, còn mình thấp thấp thì em lấy chị số 5 cho em thêm chiều cao nha. Lấy chị bộ số 5 đi ha, mặc cái mẫu này rộng rộng nha, thoải mái.
Ok chị Vĩnh Phúc. Rồi ok chị Hải Yến, ok chị nha. Rồi em lên tiếp mọi người. Cao 1m58. Rồi vậy em lấy chị số 4 nha chị. Em lấy chị số 4 nha. 1m58 mặc số 4 vừa. Rồi cái này lên giùm em mã bi xanh mọi người ơi, chốt cho em mã bi xanh. Bi xanh giúp em, chị mặc số 4 thôi ha. Mẫu này chị mặc số 4. Có chị Hải Yến, em có số điện thoại địa chỉ nha, em có số điện thoại địa chỉ chị rồi. Rồi chị nào thích cái này lên giùm em mã bi xanh. Bi xanh cho em, đẹp quá trời luôn. Rồi bi xanh thôi mấy chị ha, chốt cho em mã bi xanh. Hai bộ 170 cho chị rồi, lên bi xanh giùm em. Bộ nào mặc lên cũng đẹp hết chị ha. Bộ em đang mặc thì chốt cho em mã ngọc. Rồi bi xanh giùm em. Này chốt cho em mã vàng. Rồi lên giùm em mã vàng mấy chị. Chốt mã vàng giùm em ha. Rồi lên vàng giúp em nè. Chốt vàng. Hoa vàng. Nền vàng hoa trắng. Rồi chốt cho em mã vàng nha. Rồi lên mã vàng giùm em. Vàng. Rồi chốt vàng. Này lên giùm em mã hồng ha. Chốt cho em mã hồng. Kèm số ký lên giùm em ha. Rồi lên giùm em hồng. Rồi chiếc đẹp là thích này lên cho em mã hồng. Hết này em lên lại bà ba cho các chị của mình nha. Rồi chốt cho em mã hồng mấy chị. Hồng giùm em ha. Rồi lên cho em mã hồng. Em coi còn cái màu này chưa có. Chị Vĩnh Phúc lấy thêm bộ này là chị cho đủ hai bộ em ship luôn nè. Rồi cái này lên giùm em mã bi đỏ, đẹp chưa? Bi đỏ giùm em nha. Rồi lên giùm em mã bi đỏ, em còn size từ 60kg cho tới 75kg cái bi đỏ này mấy chị. Rồi chốt cho em mã bi đỏ. Bi đỏ giùm em ha. Rồi lên mã bi đỏ giùm em. Bi đỏ mấy chị ha. Rồi chốt cho em mã bi đỏ. Lên giùm em mã bi đỏ mấy chị. Chị nào còn xem like muốn xem bà ba chấm bài lên giùm em đi mấy chị đẹp ơi, em lên bà ba nha. Hồng, ok chị Hồng. Rồi chốt chị Hồng nha. Rồi hồng 4, đen 4 cho mình luôn hả? Đen. Ồ đen em hết số 4, em lấy chị số 5 được không chị Vĩnh Phúc ơi, đen em hết số 4 rồi. Em chào chị Hương Phù Sa, em chào chị. Chị Vĩnh Phúc ơi, em lấy chị bộ đen số 5, bộ hồng số 4 được không? Tại đen em hết số 4 nó siêu rồi. Mà mẫu này mình mặc rộng rộng cũng được. Có chị, giờ em lên bà ba lại này, bà ba em like từ đầu rồi đó. Bây giờ em lên lại bà ba. Chị Vĩnh Phúc ơi, em lấy cho chị bộ hồng số 4 và bộ đen số 5 được không chị đẹp ơi? Hoặc là lấy hai bộ số 5. Tại mẫu này mình mặc ở nhà, mình mặc rộng rãi thoải mái. Mặc rộng rãi thoải mái được ha. Không có sợ rộng, mẫu này không có sợ rộng. Xanh đen chị lại đổi lại bi đỏ rồi, ok ok chị luôn. Ok chị Vĩnh Phúc luôn. Bây giờ em lên lại bà ba nè, chị Hương Phù Sa. Ở chiếc đẹp nào xem bà ba đây, cái bộ này em sale nha mấy chị. Bộ này cho chị nào từ 50kg trở lại giùm em nha. Cao cao một xíu thì 51-52kg. Rồi 101 em sale còn 60.000 một bộ. Chị nào mà lấy hết 4 bộ luôn là 200 nha. Cái này em sale 4 bộ lửng 53kg 200.000. Quần ống rộng và một áo bà ba đỏ đen số 4. Chị Tươi ơi, 4 bộ lửng này 53kg em không có biết là vừa không nha chị. Em không biết vừa không á, tại vì mẫu này em bao từ 50kg trở lại thôi. Đây thôi em lên cái bộ sale này nha. Rồi em qua bộ này.
hả chị? Số 4, áo mà ba đỏ đen, số 4 là một cái đỏ một cái đen ha, sao một áo mà ba đỏ đen là đâu có áo mà ba nào mà đỏ đen đâu chị. Đâu có áo mà ba nào đỏ đen đâu. Màu đỏ hoặc là màu đen thôi chứ không có nào đỏ đen rồi em mặc ngược rồi sao? Mặc ngược cái túi ra sao rồi. Chào em Ngân Trúc Bùi nha. Đây bộ này em xem 50 ngàn nè chứ 60 ngàn nè, chị nào lấy hết 4 bộ thì là 200 cho em thôi. Tại còn số 1 không cho nên là em sale cũng còn mấy bộ. Đây em là 44 kg, đây em là 44-45 kg, em mặc là nó còn rộng như thế này thì 50 kg trở lại là mặc đẹp đó, 50 kg là trở lại là mặc đẹp vậy thôi. Còn 53 kg em không bao nha chị, tươi đồng voi mà hàng sale thì em không có bao đổi trả nha, hàng sale là em không bao đổi trả đó. Mẫu này mặc lên vậy nè, rồi chị có lấy không? Chị lấy thì ok em lấy cho, nhưng mà em không có bao, em không có bao vừa 53 kg nha. Rồi em còn bộ đó là màu hồng, rồi cái này là mẫu xanh, xanh ngọc, nền đen lên cái xanh ngọc đó. Lấy hết 4 bộ là 200, còn một bộ là 60 ngàn, cho chị nào có đơn luôn chứ có một bộ em cũng không ship. Rồi cái này lên giùm em mã xanh nè. Rồi em còn hai bộ xanh đó luôn, hai bộ xanh ha, hai bộ xanh và một bộ này màu trắng lên cái xanh dưa xanh biển đây đó. Sale thì rẻ thiệt đó, nhưng mà phải vừa mình thẳng lấy mấy chị, không vừa mình lấy về đâu mặc được đâu. Cho nên là chị tươi đầm chị gì đó, tươi đàm thi, bốn bộ này chị có chốt không? 50 kg trở lại, 53 kg em không bao nha. Đó lấy thì ok lên giùm em. Rồi em lên bà ba, chị nào xem bà ba, chị Hương Phù Sa, chị xem muốn xem bà ba màu hay bà ba bông, muốn xem bà ba màu hay bà ba bông gì chị? Để em lên cho nha, tại bà ba đã em lên rồi á. Chị Hương Phù Sa ơi, mà ba mình xem mẫu nào chị ơi, em lên không em xuống like luôn, tại em like mà ba nãy rồi đó, mà điện thoại nó cũng hết pin luôn rồi, còn 19% pin nữa hả.
cô rồi đẹp lắm. Em cảm ơn chị Du. Các chị ơi vào đi nha. Nào các bác của em ơi vào đi. Vào đi chia sẻ livestream luôn mọi người nhá. Đợi chào các chị ơi vào đi. Chia sẻ livestream luôn giúp em nhá. Đó, tí nữa có lên đầm hoa đấy. Đầm hoa thì tí nữa em có lên cho mọi người. Nên là các chị cố gắng là chia sẻ livestream nhá. Áo em mặc có bán, áo em mặc là theo bộ, cái này là theo bộ luôn. Còn áo và đầm hoa em vẫn đang còn áo và đầm hoa. Các chị ơi vào đi chia sẻ livestream với em nhá. Và hôm nay chị nào mà có lượt chia sẻ nhiều nhất ấy là sẽ được tặng luôn một cái bộ em đang mặc. Em đang mặc là cả bộ, không phải áo mà là cả bộ nhé mọi người. Vâng, thì các chị ơi vào đi chia sẻ livestream luôn giúp em nhá. Có em và chị Hồng Anh này, có thấy comment của chị. Các bác ơi vào đi chia sẻ livestream luôn mọi người nhá. Để bắt đầu em lên này. Được chưa? Có thấy comment của các chị luôn, yên tâm là sẽ thấy mà. Yên tâm là sẽ thấy comment của các chị, nên là mọi người cố gắng vào luôn nhá. Vâng. Ok chị Mỹ Dung ơi, từ từ bên em tí nữa bên em gửi view qua cho. Trần thì Mỹ Dung có mấy cái, chị Mỹ Dung có mấy cái chứ mấy? À là Dung Cun hay cái gì Dung Kim này. Cô chị em có mấy cái không? Có em với chị Minh Tuệ. Thế ít quá thì em đưa làm đơn lẻ thôi. Đưa chị nữa là. Ok các chị ơi vào đi nhá. Chị nào hôm nay có lượt chia sẻ nhiều nhất là được tặng luôn một cái bộ em đang mặc đấy. Là sẽ được tặng luôn một cái bộ em đang mặc nha. Nên là các chị cố gắng là chia sẻ livestream với em nhá. Thì bắt đầu lên tặng quà cho các chị này. Ok, bắt đầu em lên luôn nhá. Bắt đầu tiên cho em này. Cái bộ này thì siêu siêu đẹp rồi, chứ không phải là siêu siêu đẹp nữa mà là quá là đẹp. Mã này đi lên luôn, cho em máy là mã số cho em là tặng bộ cao cấp dùm em là ok. Tặng bộ cao cấp dùm em nhá. Bộ này vừa bán vừa tặng luôn cho các chị với giá là 10.000 thôi. Dã man, có ai bán cái bộ này cho các chị 10.000 không? Mã này đi lên đúng mã này cho em là tặng bộ cao cấp giúp em là được. Mã này tặng luôn cho các chị với giá là 10.000 nhá. Em ơi, từ form và từ chất của nó này, dã man con Nga luôn. Tối like bộ dài siêu cấp nhé. Vâng, ok chị Kim Oanh. Rồi mình cứ lên đúng mã này cho em là ok nhé mọi người. Tặng bộ cao cấp giúp em là được. Mã này cứ lên đúng mã cho em là tặng bộ cao cấp giúp em nhá. Mã này bán tặng luôn cho chị với giá là 10.000 thôi. Từ form, từ dáng, từ chất liệu của nó chị ơi nhìn giúp em. Nó là hàng thêu. Cái này là hàng thêu. Mình cứ từ 40 cân đổ lên, mình đến độ tầm 60 cân đổ về cho em là các chị ok bộ này. Chắc là chị nào mà mua cái bộ này nhà em là mình biết đúng không? Chị nào mà đã từng mua cái bộ này nhà em là mình biết chất và form của nó như thế nào. Từ form và từ chất đến cái chất liệu của nó thì bao hàng đẹp cho mọi người luôn. Mình chỉ cần lên đúng mã này cho em là ok nhá. Tặng bộ cao cấp này. Dã man, có em tặng bộ này cho các chị với giá là 10.000 không? Bộ này đang bán là 100. Nhà em đang bán là 150.000 đó. Bộ này đang bán là 150. Mà bây giờ tặng luôn cho các chị với giá là 10.000 thôi. Mình cứ lên đúng mã cho em là được. Chia sẻ livestream nhá. Tương tác thật nhiều, chia sẻ livestream thật nhiều. Comment thật nhiều, chị nào mà không chia sẻ livestream, không comment thật nhiều thì bên sẽ không chốt được đâu. Mình cứ lên đúng mã cho em là ok được chưa? Tặng bộ cao cấp luôn giúp em là được. Bộ này vừa bán vừa tặng luôn cho mọi người với giá là 10.000 thôi. Eo chất này. Không thể chê được cái bộ này cho em, từ form, từ chất, từ dáng, từ chất liệu của nó, nói chung là chuẩn hàng cao cấp luôn. Được chưa? Hàng nào nghe là hàng cao cấp là nó sẽ ra hàng cao cấp cho các chị. Chứ không có lăn nhan hàng cao cấp và hàng các thứ đâu. Đã là cao cấp thì ra cao cấp hẳn. Được chưa các bác ơi? Cứ lên đúng mã này cho em là tặng bộ cao cấp dùm em là được nhá. Chắc chị nào mà mua bộ này nhé là mình biết đúng không? Mình mua bộ này là mình biết ngay là cái bộ này nó như thế nào rồi. Từ 40 cân đổ lên cho em, mình đến độ tầm 60 đi. Bộ này dưới 60 cân đổ về cho em vô tư nhá. Bộ này dưới 60 cân đổ về cho em là vô tư. Tang mát các chị này. Tang mát, dây treo đầy đủ xịn sò luôn. Và chị nào mà không chia sẻ livestream sẽ không được chốt. Lưu ý cho em là không chia sẻ livestream sẽ không được chốt những cái mã này cho em đâu nhá. Không tặng bộ cao cấp giúp em là ok. Bộ này vừa bán vừa tặng cho mọi người luôn với giá là 10.000 cho em. Bộ này vừa bán vừa tặng cho các chị với giá là 10.000 thôi nhá. Cứ lên đúng mã này cho em là được.
bộ cao cấp giúp em là được. Bộ này em sẽ bán tặng luôn cho mọi người với giá là 10k thôi. Đẹp lắm, nhưng mà lên đúng lượt chia sẻ nhá. Em đợi các chị bình luận thật nhiều. Giờ sau đấy em mới vào kiểm tra, tại vì là bình luận ít quá nên lúc lướt á. Đến lúc lướt quá là mình sẽ không thấy được đâu. Nên là mọi người cố gắng là chia sẻ livestream mọi người nha. Cố gắng là chia sẻ livestream nhá. Ok dạ, nên là chị nào mà không chia sẻ livestream là sẽ không được mua đâu. Tí nữa em tặng nhiều lắm, tí nữa xả hàng luôn mọi người. Những cái nào mà lẻ lẻ quá em sẽ bớt cho các chị luôn đi, tại vì nó không chẳng còn hàng. Sale luôn cho nó gọn nhà để lấy chỗ để hàng khác. Nên là mọi người cố gắng là chia sẻ livestream giúp em nhá. Và cảm ơn. Cứ chia sẻ livestream là đường, tương tác thật nhiều, chia sẻ livestream thật nhiều. Comment đúng mã cho em mã này nhá. Lau cái mặt mà sát hàng con ngựa. Cứ lên đúng mã cho em là ok. Tặng bộ cao cấp giúp em là được. Cái này mình cứ dưới 60 cân đổ về cho em nhá. 60 cân đổ về. Lên đúng đủ lời chia sẻ đi các chị ơi. Ít quá là sẽ không chia, ít quá là sẽ không lên được đâu. Nên là mọi người cố gắng là chia sẻ livestream giúp em nhá. Bộ này sẽ tặng luôn cho mọi người với giá là 10k thôi. Em ơi, chất và form của nó quá là đỉnh luôn các chị này. Nhìn cái form và cái chất của nó này đẹp chưa? Cái kẻ viền cho em này. Kẻ của nó là kẻ viền như này nhá mọi người nhá. Bán bông tẩy trang. Bông tẩy trang đấy thì các chị ra tiệm thuốc là được mà. Các chị ra tiệm thuốc tiệm thuốc hoặc những chỗ người ta bán sữa rửa mặt này, những cái đồ mỹ phẩm ấy. Không, nếu mà em thấy là nếu mà trong những cái tiệm mỹ phẩm ấy thì nó sẽ đắt hơn. Nó sẽ đắt hơn tầm 20 đến 30 nghìn một hộp đấy. Còn nếu mong không ấy, chị ra cứ ra tiệm thuốc cho em á. Tiệm thuốc nó cũng bán đấy. Tiệm thuốc thì chắc là tầm 30 hay 35 nghìn một loại, à, một cái cột như thế thôi. Mình mua về mình dùng dần các chị. Từ khi từ khi là em không dùng đến khăn lau mặt luôn các chị ạ. Không cần khăn lau mặt đâu. Ví dụ như là các chị mình về mua đúng không? Hôm nay chị nào mà chia sẻ nhiều nhất là được tặng một bộ em đang mặc đấy. Chị nào mà có lượt chia sẻ nhiều nhất buổi chiều hôm nay sẽ được tặng một bộ em đang mặc nhá. Nên là các chị cố gắng là chia sẻ livestream giúp em được chưa? Ví dụ như là mình dùng sữa rửa mặt xong đúng không chị? Em thấy nhiều từ khi là bảo là lau mặt các thứ là em không dùng khăn lau mặt chắc là một năm rưỡi rồi em không dùng khăn lau mặt luôn. Có nghĩa là mình cứ tẩy trang xong rồi sau đấy mình dùng sữa rửa mặt này. Rồi sau đấy là các chị vào dùng lấy mình bông tẩy trang ấy, rồi mình lấy serum mình lau đi là nó sẽ sạch. Còn hầu như là em không dùng bông, hầu như là một năm rưỡi rồi em không dùng khăn lau mặt luôn ấy, thật luôn các chị ạ. Cứ lên đúng mã này cho em là ok. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em nhá. Mã này mình cứ lên đúng mã này cho em là bộ cao cấp giúp em là được. Ok, em sẽ chọn luôn nhá. Đẹp chưa các chị ơi, xuất sắc đúng không? Tặng luôn các chị với giá chỉ có 10.000 thôi. Dã man cái bộ này mua được giá 10.000. Vui vẻ cuộc đời, phấn khởi luôn đúng không các chị yêu của em? Được chưa? Cứ lên đúng mã cho em nhá. Chia sẻ livestream này. Đây để em kiểm tra xem chị nào mà chia sẻ livestream rồi. Nếu em bác nào mà chia sẻ livestream cho chị một cái máy cho con. Cái máy hay xem live ấy. Cứ lên đúng mã cho em là được nhá. Chị nào mà không chia sẻ livestream sẽ không được chốt đâu. Em thấy nó lại tụt rồi thì sẽ không lên cho các chị được đâu. Nên là mọi người cố gắng là chia sẻ livestream nhá. Cố gắng là chia sẻ livestream luôn mọi người nhá. Để em vào kiểm tra này. Cái bộ này tặng cho các chị với giá là 10.000. 10.000 là mình bao hời cho em cái này rồi. Tặng luôn cho mọi người cái mã này có giá là 10.000 là các chị bao hời luôn. Mua cái bộ này với giá là 10.000 là bao hời. Mà không chia sẻ livestream nữa thì hơi phí. Nên là mọi người cố gắng là chia sẻ livestream cho em nhá. Tương tác thật nhiều, chia sẻ livestream thật nhiều. Ok cho mọi người. Cố gắng là chia sẻ livestream mọi người nhá. Nhìn giúp em cái form này. Cái form ở chất của nó quá là đỉnh luôn ấy. Trời ơi, bộ này tặng cho các chị có giá là 10.000 thôi. 10.000 luôn giúp em nhá. Từ 40 cân đổ lên, mình đến độ tầm 60 cân đổ về. Nó lại bị tụt được các chị ơi. Tụt như thế này thì sẽ không lên được đâu. Nên là mọi người không chia sẻ livestream em sẽ không chốt được đâu. Tại vì nó đang có dấu hiệu là tụt lùi. Tụt lùi lên là sẽ không chốt được nha. Đây. Cái này sẽ dành tặng cho một chị may mắn nhất đi. Sẽ dành tặng cho một chị may mắn nhất cho em là chị Nguyễn Phi Hải nhá. Ok. Chị Nguyễn Phi Hải là được tặng luôn một bộ cao cấp với giá là 10.000 này. Avatar là như hai bố con hay sao á. Nhớ là chia sẻ livestream mọi người nha. Chia sẻ livestream tương tác được chưa? Rồi cái bộ đầu tiên là cho chị Nguyễn Phi Hải này. Tiếp tục cho em nhá. Đơn hôm qua thì em đăng chốt. Nhà em đăng chốt đơn hôm qua cho các chị. Tiếp tục cho em là bộ này. Mình lên luôn cho em mã này là mã số cho em là tặng. Mã số cho em là bộ Burberry đi. Tặng bộ Burberry. Bộ này em tặng luôn cho các chị với giá chỉ có là 29.000 thôi. Từ 40 cân đổ lên, mình đến tầm 60 cân đổ về.
Mã này mình lên đồ mã này cho là tặng bộ Burberry luôn giúp em nhá, với giá là 29.000 này. Ê ơi, cái bộ Burberry này đang bán trăm mấy, đang bán là 155. Bên em đang gọi điện chốt đơn đấy chị. Đang bán là 155 mà bây giờ bán chân cho các chị có 29.000 thôi. Được chưa? Mình lên luôn cho em là tặng bộ Burberry cho em nhá. Tặng bộ Burberry và kèm số cho em với giá là 29.000. 29.000 cái bộ này cho em chắc thì nó yên tâm. Chân này thì các chị không phải lăn tăn suy nghĩ nhá. Nhưng cái chân này cho em thì không phải lăn tăn suy nghĩ nhá. Khi nào cái hộp giấy kia nó mất đi nhá. Tặng bộ Burberry dùm em này, với giá là 29.000 thôi. Siêu phẩm luôn nhá, cái này phải gọi là siêu phẩm luôn đấy. Form đẹp và chất đẹp. Bộ khóa Chanel đấy em có bán nhưng mà nhà em hết hàng rồi, cái đấy còn đúng một bộ đấy. Bị sót đúng một bộ, để em tặng luôn cho các chị thôi. Bộ đấy nhà em cũng hết. Bộ này cũng hết này. Cái bộ Burberry này cũng hết rồi. Từ 40 cân đổ lên, mình đến độ tầm 60, thậm chí là 65 cân các chị vẫn mặc ok bộ này cho em. Giờ chặn lên đúng mã này cho em là tặng bộ Burberry cho em là được. Siêu phẩm chưa? Tay này, tay pha Burberry. Cái quần này, quần nó là Burberry luôn. Dáng này là dáng thể thao, dáng này là dáng thể thao nên nói chung là chị nào gầy, chị nào béo hay là chị nào như nào thì vẫn mặc được cái những cái mã này cho em đều rất là ok. Béo gầy gì đều mặc được nhá. Béo gầy gì đều mặc được luôn nhá mọi người ơi. Cứ lên đúng mã này cho em là được nhá. Tặng bộ Burberry cho em là ok. Bộ này bán tặng luôn cho các chị với giá là 29.000. 29.000 đồng nhá. Ai đấy thì mình comment đúng mã này cho em là Burberry dùm em với giá là 29.000. Từ 40 cân đổ lên mình đến độ tầm 60 cân đổ về cho em vô tư mã này. Được chưa? Bạn nào lấy mã này thì mình comment cho em mã này là bộ Burberry dùm em nhá. Với giá là 29.000. 29.000 đồng thôi. Alo. Vâng đúng rồi. Bên em vẫn đang còn tiền nhưng mà em đang bận like nhá. Ít nữa gọi lại. Cứ lên đúng mã này cho em là ok nhá. Tặng bộ Burberry cho em là được. Nhớ là chia sẻ livestream mọi người nhá. Không chia sẻ livestream là sẽ không được chốt đâu. Nên là chị nào mà không chia sẻ livestream thì sẽ chắc chắn sẽ không được chốt những cái mã này cho em. Tặng bộ Burberry cho em là ok. Với giá là 29.000 nè. Form và chất của nó bao đẹp luôn, bao chuẩn chỉnh, bao đẹp cho các chị luôn, đủ số lượng cho em. 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về, bao nhiêu phong á? 40 cân đổ lên, 60 cân đổ về cho em, tang mác Burberry này. Tang mác dây treo đều là hàng hãng của Burberry nhá, nhớ cho em này. Nhớ là chia sẻ 5 lần lên trang cá nhân, 5 lần lên các nhóm chợ lớn, sau đấy bình luận đúng mã cho em là ok, được chưa? Mã này bán chiên cho các chị với giá là 29.000, form và chất đẹp lắm. Chất này và form này thì bao chuẩn chỉnh cho các chị luôn. Trời ơi, cái bộ này có 29.000, bèo bò như mây trôi các chị ạ. Quá là bèo bò như mây trôi luôn. Từ trong 29.000 đồng cho em này. Bộ đậm Burberry dùm em nha, 29.000. Form chuẩn chỉnh, form đẹp, chất đẹp, form đẹp, dáng đẹp. Cứ lên đúng mã này cho em là ok nhá. Đây để em kiểm tra bộ Burberry này cho chị nào đây. Burberry này là cho bác nào đây cho em này. Cho chị ở Duyên Trần một bộ Burberry này. Ok. Chị Duyên Trần một bộ Burberry. Sướng quá. Chị nào mà hôm nay được mua những cái má tặng này thì quá là thích đúng không? Ok chị Hương Trần này. Rồi tiếp tục lên xem bộ này nha. Ok lên cái bộ rau này cho em này. Cái bộ rau này em còn mỗi bộ còn ít. Bộ rau này mình lên luôn cho em là A1 dùm em nhá. Bộ rau tây A1 dùm em, bộ rau tây. Bộ này chị ăn vừa bán vừa tặng cho các chị luôn. Rau tây dùm em nhá. Với giá là trời ơi 49.000 bộ rau tây. Có màu trắng, màu hồng thôi. Có hai màu đẹp nhất. Bộ rau tây dùm em nhá. Đây này. Bộ phi hải này. Đâu nhỉ? Cái bộ trang em mọi người chỉ đi đâu rồi? À đây 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 này. Được chưa? Mã này mình lên đúng mã này cho là A1 10.000. A1 dùm em. Và hôm nay chị nào mà chia sẻ nhiều nhất là được tặng bộ em đang mặc đấy. Nên là mọi người cố gắng là chia sẻ livestream giúp em nhá. Ok chưa? Cứ lên đúng mã này cho là A1 49.000 dùm em. Có màu hồng và màu trắng. Có màu hồng và màu trắng cho em nhá. Màu hồng và màu trắng. Em ơi 49.000 đồng. Mã số cho em là A1 dâu tây. A1 dùm em 49.000. Bác nào lấy A1 dùm em.
lên con yếm bò này. Yếm bò này mình lên luôn cho em, đây là A2. Nào các chị ơi, A2 dùm em là con yếm bò này nhá. Con này nó bị lỗi một chút xíu. Nó bị lỗi một chút xíu rồi em tặng các chị 20.000. A2 dùm em. Nhập khoác gen. Nhập khoác gen vét hàn về. Trời ơi bây giờ là mùa gì đang đang nóng sực mỡ lên mà bây giờ các chị bảo em còn mình màu trắng thôi. Em về nhập khoác làm sao? Mùa thu nha các chị ơi. Anh hồng anh khoa 1. 20.000 nó bị lỗi một tí này. Nó bị tí ở đây thôi, về các chị giặt đi là nó ra ngay được chưa? 20.000 mã A2. Chị lương hỏng của A1. Được chưa? Bác nào lấy A2 thì comment là A2 dùm em. 20.000 đồng. Ok cho mọi người ơi. 20.000 thôi. A2 và kèm số điện thoại cho em này. Bác nào lấy A2 thì mình chốt A2 dùm em. Mẹ chọn bớt những cái đồ linh tinh đi. Nó choáng. Cả đưa cái hộp này cho bác không chọn cái móc này. A2 dùm em nhớ 20.000 thôi. Ok chưa? Chị Phan chị thu hàng của A2. Ok. Chị có người tập đi xin có A2. Con này còn 2 cái thôi. Các chị lên cho em là sóc bò đi, size L cơ. Sóc bò đen nhá. Mà sóc bò cho em 50.000 luôn này. Mã sóc bò này. Sóc bò dùm em có mỗi size L có 2 cái thôi. Thương comment cho em mã này là sóc bò. 20.000 đồng mã sóc bò cho em nhá. 20.000. Ai lấy sóc bò thì mình chốt sóc bò dùm em 20k này. Sóc bò 20. Thuốc mẹ bỏ cho Vân một cái túi bóng đen nhá mẹ. Sóc bò dùm em sóc bò dùm em 50.000 này. Sóc bò 50 nhá, có đúng 2 cái. Cái này có đúng 2 cái thôi, mã sóc bò cho em 20.000 50.000. Đây. Bộ này còn mấy bộ nữa, chia cho các chị đi. À sóc bò 50 quay mất. Ok. Rồi sang tiếp cho em mã này là A3 đi mọi người. Sóc bò 50 em. A3 dùm em nhá, bộ này em xả lỗ cho các chị luôn, A3 này. Ok, dạ, chị chấp nhận hàng của sóc bò. Đẹp chưa? 69.000 mã A3. Ai lấy A3 thì mình chốt A3 dùm em nhá, 69.000 đồng. A3 và kèm ngay số điện thoại dùm em, 69.000 mã A3. Chị nào lấy A3 thì mình chốt A3 luôn giúp em bộ này, 69.000 một bộ. 55 cân đổ về là vô tư thoải mái cho em. Ok cho các chị ơi, bộ này 69.000. Mã này mình gửi lên đúng mã này cho em là A3 giúp em là được nhá. Cái bộ Burberry này, 69.000 đồng. Mã này cứ lên đúng mã cho là A3 là được. 69.000 nhá. 69.000 bộ này thôi. Cái bộ này còn ít, còn mấy bộ nữa em chiên các chị nốt. 69.000. A3 thì em là ok được chưa? Và bộ đát bây giờ sẽ em bộ đát cho các chị bộ em mặc được chưa? Khi nào lấy A3 thì mình chốt A3 cho em. Nói trước bộ em mặc là hàng cao cấp, không phải hàng bình dân. Không phải hàng mà bình thường em vẫn đang bán cho các chị mấy chục nghìn được chưa? Cái này là chuẩn hàng cao cấp cho các chị. Mã này mình cứ lên đúng mã cho là A3. Nó đắt nhưng mà nó sát tầm nhìn, cái câu đấy không bao giờ sai các chị, đặc biệt là trong quần áo. Càng nói chung là tùy vào từng nhà thôi, chứ không phải là nhà nào đắt thì nhà đấy chất cũng đẹp. Mình cứ lên đồ mã này cho em là A3 dùm em nhá. Với giá là váy hoa em đang còn nhiều lắm, với giá là 69.000 bộ này. Cái này mình gửi dưới 55-56 cân đổ về cho em. Mã này cứ lên đồ mã cho em là A3 nhá, 69.000 thôi. Chị Linh Linh Burberry của A3 này. Burberry cho em được chưa? 69.000 đồng mã A3 nhá. Linh Trần của A3. Ok. Lên bộ của em đang mặc luôn. Zero của A3. Bộ của em đang mặc các chị lên luôn cho em mã này là A4 đi. Váy của A3. Cái bộ này là bộ cao cấp và em sẽ lên full màu cho mọi người. Đây. Hôm tối qua có bán rồi, cháy hàng. Bây giờ còn 20 bộ nữa này. Nhìn giúp em nào. Đẹp chưa? Nhìn cái quần của em là các chị biết nó đẹp như thế nào rồi. Mã này mình lên luôn cho em. Mã này là A4 dùm em là bộ em đang mặc. Cái này là bộ cao cấp. 40 cân đổ lên, 65 cân đổ về vô tư cho em mã này. Trời ơi này. Nó theo các chị ơi, ngấm mồ hôi, nó ra mồ hôi này. Ngồi điều hòa mà nó vẫn ra điều hôi này. Đây nhìn lên. Theo Adidas tất cả là cái chỉ này là chỉ theo cho em, được chưa? Bác nào lấy A4 thì mình chốt A4 dùm em, cái này sẽ lên full màu nhá. Lên full màu cho mọi người đi. Mã số cho em là A4, bộ em đang mặc. Nó có rất là nhiều màu. Có màu cam này, màu tím này. Màu cam, màu tím, màu hồng. Màu trắng. Màu đen, màu rêu. Bộ này các chị lên cho em là A4, 159.000, em sẽ dơ màu cho các chị này. Đây là màu hồng này. A3 bên em hết hàng rồi ạ. Chị A4, ủa ôi, dã man cái bộ màu hồng. Màu hồng, màu hồng các chị ơi. Còn lại cho chị lấy chị cái màu đen với cái màu rêu á. A4 cho em này, 159.000 một bộ. Hàng này là hàng cao cấp, không phải là hàng rẻ nha các chị ơi. Không phải là hàng rẻ cho em, mã số cho em là A4.
với giá là 159.000 thôi. Các chị nhìn cái đẳng cấp chưa? Quần thì nó giống nhau nhưng mà nó khác nhau về màu áo thôi này. Dã man cái bộ đồ này. 159.000 được chưa? Em sẽ có màu hồng nha. Màu hồng nói chung màu nào mặc lên cũng rất rất là đẹp. Màu hồng, màu tím này. Màu hồng, màu tím. Màu màu cam. Màu đen, màu trắng và màu rêu. Mã này mình cứ lên đúng mã này cho em. Mã này là A4 cho em là được. 159.000 và cái này là hàng cao cấp nhá. Em nói trước với các chị rồi, cái này là hàng cao cấp nhưng mà nó đẹp. Cao cấp nhưng mà lại nó đẹp các chị ơi. Này, cái màu cam này. Dã man cái tông màu chuẩn chưa? Lên màu đẹp lắm. Cái này, cái bộ này các chị mua ở ngoài không có đâu. Mua ở ngoài là 5-600 nhá. Các chị mua ở ngoài là 5-600 cho em những cái bộ này. Quần thì nó giống nhau. Nó chỉ khác nhau về mỗi cái màu áo. Cái này chỉ khác nhau cho em về mỗi cái màu áo thôi. Được chưa? Mã này mình cứ lên đúng mã này cho em là A4. Và cái màu lưu giúp em là được. Em sẽ có màu tím này, màu cam này, màu hồng này, màu đen, màu trắng. Màu đen, màu trắng và màu rêu. Cái này sẽ có 5 màu. Cái này sẽ có 5 màu nha mọi người nhá. Mình cứ lên đúng mã này cho em là A4 cho em là được. Với giá là 459.000 một bộ A4. Bác nào lấy A4 thì mình comment là A4 giùm em nhá. 159 này. Ủa cái màu trắng này. Đỉnh chưa? Cái màu trắng thì xinh hết sẩy luôn. Nhưng cái màu trắng này cho em, có chị thấy màu trắng không? Màu trắng của nó là chữ theo như này cho em nhá. Màu trắng là chữ theo này. Màu trắng này. Mình thích màu nào mình comment màu đấy giùm em nhá. Mã số cho em là A4, 159.000. Bác nào thích màu nào mình chốt lên màu đấy. Màu đen và màu rêu này. Nói chung màu nào lên rất là đẹp. Cái này nhà em có một size thôi. Cái này chỉ có một size nhé mọi người nhá. Mình thích màu nào thì mình comment màu đấy luôn giúp em. Với giá là 159.000 thôi. Nếu mà các chị không thích bộ này thì em sẽ qua mẫu. Chứ còn bộ này tối nhà em á, lên thì chắc chắn các chị mua theo. Hàng nó đẹp hơn ở ngoài rất là nhiều. Riêng cái những cái bộ này này, ở ngoài nó đẹp hơn nhá. Ở ngoài nó đẹp hơn thì em like đấy. Chị nào lấy 4 màu nào thì mình chốt cho em màu đấy. Nói chung là già, trung tuổi hay là thanh niên các thứ đều ok những cái mã này cho em. A4 giùm em nhá. Trời, màu cam này. Đỉnh chưa? Màu hồng này. Cam cũng màu trắng. Đây, chị pha hàng một cái màu trắng em. Màu trắng em này. Trời ơi, nó giống nhau về màu quần, nó khác nhau về màu áo thôi. Màu rêu này. Và một màu đen nữa là hết. Nó xịn sò một từng mm cho em. A4 và kèm màu nhá. Kèm màu giúp em màu rêu các chị này. Ui dồi ôi, màu rêu này. Và màu đen này. Và màu đen cho em nhá. Đây cái màu đen này. Nói chung màu nào nó cũng rất là đẹp. Mình thích màu nào thì mình chốt em màu đấy thôi. Các bác thích màu nào thì mình comment màu đấy giùm em thôi. Thôi cứ chỉ lấy A4 màu gì ạ? A4 và kèm màu cho em nhá. Mình thích màu nào mình chốt cho em, mã này là A4 luôn giúp em nhá. 159 có đen hồng à. 159 một bộ, quần của nó giống nhau, quần thì nó giống em đang mặc. Chị ơi đừng đòi hỏi nhá, em không lên yêu cầu của các chị đâu, trời nắng cũng thế. Thích em lên cái gì em sẽ lên cái đấy, lên lần lượt. Không phải các chị đòi hỏi hoa cúc thì em sẽ lên hoa cúc, hoặc đòi hỏi cái gì em sẽ lên cái đấy. Bây giờ 100 chị hay là 200 chị đòi hỏi như thế thì em biết lên đường nào. Em cứ lên đúng mã cho em là được thôi. Rồi chạy, em cứ lên đúng mã, các chị nào thích mẫu nào mình chốt mẫu đấy, mình không đòi hỏi, được chưa? Đòi hỏi em cũng không lên đâu. Mã này mình cứ lên đúng mã cho em là A4 cho em là được. 159.000 có gì lên đấy, hàng mới thì ngày nào cũng có, lên lần lượt. Được chưa? Mỗi chị một đòi hỏi một kiểu thì sau em đáp ứng được. A4 giùm em nhá. Có màu tím này, màu này là màu đen này. Màu này là màu rêu này. Màu rêu cho em các chị. Không màu trắng à. Nói chung màu nào lên rất là đẹp. Hàng này ở ngoài các chị làm gì mua được giá 160 một bộ. Đảm bảo mọi người nhá. Ra những shop lớn á, ra những cái cửa hàng lớn thì chắc chắn bộ này 300-400 là bình thường. Được chưa? Màu rêu cho em này. Màu trắng này. Mình không thích mặc áo, mình thích cả mặc. Mình có thích không thích mặc bộ, mình mặc riêng áo hay riêng quần cho em cũng đẹp. Kẻ tay là 3 sọc, quần của nó cũng là 3 sọc như thế này. Theo logo cho em nhá, có theo logo này. Nói chung nó rất là xịn sò, 65 cân đổ về là vô tư. Mã này mình cứ lên đúng mã này cho em là A4 là được nhá. Yến khác qua A4 màu trắng. Đây, cái màu trắng của nó rất là xinh đúng không? Màu hồng này. Màu hồng đấy các chị ơi. Màu hồng này. Và màu cam. Nam và nữ đều mặc được bộ này cho em. Nói chung nam và nữ đều mặc được bộ này. Cả nam và cả nữ đều mặc được bộ này cho em nhá. Giá của nó rất là dễ mặc. 40 cân đổ lên, 65 cân đổ về. Mình thích màu nào thì mình chốt em màu đấy.
Bác nào thích màu nào thì mình có mấy màu đấy giùm em. Với giá là 159.000 một bộ. Hàng này là hàng cao cấp, không phải là hàng may bình thường. Tớ cho cái này nó giống như là hàng layout cho các chị luôn. Nói chung màu nào mặc lên rất là xinh, màu nào mặc lên rất là đẹp luôn. 40 cân đổ lên, 65 cân đổ về và một tí nữa nó mặc màu hot trend, màu mới ra. Tại vì hồi trước bộ đát em chỉ có những cái màu năm nay hot, màu tím nên là mới ra màu tím. Mình cứ lên đúng mã cho đã 4 hàng em nha các chị. Bao giờ hàng nó không nằm trong cái túi như này. Cái túi của nó bao giờ nó nằm trong cái túi này. Mẫu mới của Adidas là nó như thế này. Được cho các chị ơi, 40 cân đổ lên, 65 cân đổ về vô tư cho em mã này. Cứ lên đúng mã cho là A4 cho chị nhìn thấy không ạ? Hàng nó sẽ nằm trong cái túi như này cho mọi người này. Nằm trong cái túi giấy như này cho em nhá. A4 màu gì ạ? Hàng nó sẽ nằm trong cái túi giấy như này cho mọi người. Đây, yến chương có màu trắng. Sẽ nằm trong cái túi giấy như thế này cho các bác. Được chưa? Nhìn giúp em cái túi giấy này. Ở bên ngoài đó chị này. Hàng nó chuẩn chỉnh từng mm. Có màu trắng. Được chưa? 40 cân đổ lên, 60, 65 cân đổ về vô tư thoải mái cho em mã này. Cứ lên đúng mã này cho là A4 và kèm ngay số điện thoại cho là ok. Với giá chỉ có là 159.000 một bộ. 40 cân đổ lên, 65 cân đổ về vô tư cho em mã này nhá. Bác nào lại A4 màu nào thì mình cứ chốt cho em màu đấy. Em sẽ dơ lại màu lần nữa để em qua mẫu cho mọi người. Nam mặc được cho em, cái này là mặc đôi được mà. Nam và nữ đều mặc được. Tại vì thứ nhất bộ Adidas thì nói chung là trẻ, nói chung nam và nữ đều mặc được. Tại vì nó là dáng thể thao. Nó là thiết kế là dáng thể thao đúng không chị nào cuồng Adidas là mình sẽ biết. Em sẽ có màu tím này, màu cam, quần của nó giống nhau nhưng khác nhau về màu áo nhá. Tất cả đều là chỉ thêu. Chỉ thêu trắng. Chỉ thêu trắng trên nền màu áo cho em được chưa? Đồng bộ từ A đến Z cho các chị luôn, màu cam này. Cái này sẽ cho em là màu cam nhá mọi người, màu cam này. Màu cam này, màu hồng này. Màu hồng đấy nhá mọi người ơi, màu hồng này. Có chốt xỉn trên line, chị lấy mã như thế nào? Thì báo em màu hồng này. Màu hồng này. Màu này là màu trắng này. Màu trắng nha các chị ơi, màu trắng này. Đây là màu trắng cho em nhá. Màu trắng này. Màu trắng này. Bộ tiểu thư em có màu gel. Không có dâm ạ. Dâm nhém hết rồi. Màu gel này. Màu gel. Và màu này là màu đen. Mình thích màu nào mình chốt cho em mã này là A4 luôn giúp em nhá. Để qua mẫu cho mọi người. Bác nào thích A4 thì comment là A4 giúp em. 159.000. Đây. Lên cái mã sơ mi này nó chỉ bị chấm chấm một tí thôi. Cái sơ mi này về mình là ra là ok nhá. Các chị rằng là nó sẽ hết luôn. Mã này mình lên luôn cho em, mã này là A5. Cả bộ chị ơi, cả bộ là 159. Không bán mình áo. Mã này mình cứ lên đúng mã này cho em là A5 nhá mọi người nhá. Mã số cho em là A5. Em quên chốt. Được chưa? Mua lẻ 3 bộ. Có chứ, mua một bộ cũng chốt chứ đừng nói là mua 3 bộ chị ơi. A5 luôn giúp em nhá, 30.000. Nó chỉ chấm 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 một tí thôi. Về các chị giặt ra là ngay, ra ngay luôn. Đây là sơ mi trắng này, sale với chị mã này với giá là 30.000. Mã này bị lên luôn cho em, mã này là A5 nút giúp em nhá. 60 cân đổ về 30.000 đồng, sale với các chị 30.000 mà A5. Ai lấy A5 thì mình chốt A5 luôn giúp em với giá là 30.000 nhá. Ok cho mọi người. A5 giùm em 30.000 này. Ok. Cái này đồ em tầm khoảng 15 cái. Bác nào này A5 thì mình chốt A5 cho em chuẩn là ra ra nhá. Có màu nào 30.000 mà A5. Chị nào lấy A5 thì mình comment là A5 cùng em 30.000 về giặt cái là ra ngay cho em. Bồ lê có A5. Chị em bồ lê này. Phan hàng có A5. Phan hàng này. Chị phan hàng này. Chị châu phí hoa có A5. Cọc 1 triệu em ạ. Nhặt trên like được chậm. Ok. Tường Vi có A5. Chị Tường Vi. Mã kèm số điện thoại cho em, mã kèm số điện thoại nhá. Chị Thái Hiền Trần có A5, ok. Chị Hoa Bí Ngạn có cam tím hồng, ok. A5 dùm em. Với giá là 30.000 mà A5. Giặt phát là ra ngay nhá.